sư Thích Giác Nhàn sang Mỹ tổ chức pháp hội chuyên hành truyền pháp môn tịnh độ và hướng dẫn Phật tử chuyên tu pháp môn tịnh độ. Với nhân duyên thù thắng, pháp sư vừa sang Hồng Kông đảnh lễ hòa thượng Thượng Tịnh Hà Không. Ngài đã dạy nhất môn thâm nhập trường thời huân tu, không hoài nghi, không xen tạp, không gián đoạn. Nếu ai chân thật, vâng lời, thật làm, thì 3 năm có hữu ích. Pháp sư Thích Giác Nhàn đã thật làm theo, nên pháp hội niệm Phật A-di-đà đã có hữu ích và được thành tựu. Tác bạch thành lập pháp hội tịnh độ, cộng tu niệm Phật và cung thỉnh ân sư Thích Giác Nhàn tuyên thuyết pháp môn tịnh độ. Kính bạch chư tôn thượng tọa đại đức tăng ni, kính bạch đại đức ân sư Thích Giác Nhàn trụ trì pháp hội niệm Phật A Di Đà, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng, Việt Nam. Kính thưa toàn thể chư vị đồng tu và quý đồng hương Phật tử, gia đình chúng con là con của Phật tử Diệu Âm Huệ Ngọc. Toàn thể gia đình chúng con quỳ trước Tam Bảo, phụ phục trước chư tôn đức tăng ni dâng lời tác bạch. Tất cả tấm lòng tôn kính nhất. Kính bạch chư tôn thiền đức tăng ni, kính bạch đại đức Thích Giác Nhàn, bậc ân sư khả kính, giờ đây cho chúng con hoài niệm về quá khứ để thương nhớ đến thân mẫu từ hòa tôn kính nhất của gia đình chúng con. Chúng con được sanh trưởng trong gia đình có truyền thống kính tinh Tam Bảo, đó là nhờ sự dạy dỗ và dìu dắt của thân mẫu chúng con. Chúng con được sanh trưởng và nuôi dưỡng từ tấm bé đến trưởng thành cho đến hôm nay. Thành nhân chi mỹ là do thân mẫu của chúng con là Phật tử Diệu Âm Huệ Ngọc. Chúng con thật là có phước được sanh trong gia đình kính Phật trọng tăng. Sợ vì chúng con được phước duyên này, âu đó cũng là do tiền kiếp chúng con đã có trồng một chút xíu thiện căn trong ngôi nhà Tam Bảo, và trong hiện đời là do người mẹ hiền và người cha quý kính đã dạy dỗ và hướng dẫn chúng con, cho nên chúng con học theo. Vì vậy hôm nay toàn thể gia đình chúng con đồng phát Bồ Đề Tâm thành lập pháp hội tại Salem, Oregon, Hoa Kỳ. Chúng con cung thỉnh Đại Đức Thích Giác Nhàn và chư tôn đức tăng ni hướng dẫn tổ chức hướng vẫn tu tập và thiết giảng cho chúng con tinh sâu nguyện thiết
hành chuyên pháp môn niệm Phật cầu vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Với nhân duyên thành lập Pháp hội Tịnh Độ Cộng Tu 2 ngày, chúng con không thể nghĩ rằng gia đình chúng con có thể thành lập được Âu Đây chắc chắn có sự gia trì của mười phương chư Phật, nhất là Đức Phật A Di Đà và chư Tôn Đức Tăng Ni và quý Phật tử đã gia trì và ủng hộ cho Pháp hội. Cho nên hôm nay với thành tựu Pháp hội trang nghiêm thanh tịnh như vậy, giờ đây toàn thể gia đình chúng con và toàn thể quý Phật tử đang ngồi trong Pháp hội hưởng năng lượng ánh từ quang của mười phương chư Phật đang gia trì gia hộ. Giờ đây toàn thể Phật tử chúng con cảm nhận sự an lạc vi diệu từ sự trang nghiêm thanh tịnh với diện mục từ hòa trang chứa tình đạo vị của chư Tôn Đức Tăng Ni quý kính. Toàn thể Phật tử chúng con không ngăn được dòng cảm xúc trong tâm, kính bạch chư Tôn Đức Tăng Ni, kính bạch Đại Đức Ân Sư Thượng Giác Hạ Nhàn. Gia đình chúng con có nhân duyên rất lớn với Đại Đức từ khi mẹ chúng con về Việt Nam lên Pháp hội niệm Phật. Đại Đức hướng dẫn cho gia đình chúng con chuyên tu theo pháp môn tịnh độ của Tổ Ấn Quang và Sư Ông Tịnh Không. Từ dạo đó đến nay, toàn thể gia đình chúng con một lòng một dạ tin sâu vào pháp môn niệm Phật, không hoài nghi, không xen tạp và không gián đoạn. Nhất môn thâm nhập trường thời huân tu, nghĩa là chỉ chuyên tụng một cuốn kinh Vô Lượng Thọ, niệm bốn chữ A-di-đà Phật và quyết một đời được đới nghiệp vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Với sự hướng dẫn của Đại Đức mà thân mẫu của chúng con trước phút cận tử nghiệp đến gia đình chúng con đã vâng lời theo mẹ, là mẹ dặn khi trước phút lâm chung mẹ chỉ có muốn các con niệm Phật để mẹ theo Phật A Di Đà về Tây Phương Cực Lạc. Một điều mà chị em chúng con không thể quên được là trước phút lâm chung gia đình chúng con được Đại Đức trợ niệm cùng với chúng con từ Việt Nam qua điện thoại trong đêm khuya. Những điều này làm cho gia đình chúng con nhớ mãi trong lòng, không bao giờ quên được. Khi hộ niệm được 10 tiếng đồng hồ thì chị em chúng con mừng quá, hòa lên và khóc. Khóc vì sung sướng quá, mẹ con thoại tướng mềm mại, gương mặt hoan hỷ và được vãng sanh tịnh độ. Giờ đây toàn thể gia đình chúng con quỳ trước bậc ân sư khả kính, dâng lên lời tri ân sâu xa tôn kính nhất. Chúng con không biết nói gì đây. Trong giây phút thân kỳ vi diệu màu nhiệm này, chúng con chỉ biết dùng ngôn từ gọi sư phụ bằng lời tôn kính nhất, đó là sư phụ Thích Giác Nhàn, bậc ân sư tôn kính. Giờ đây chúng con không biết dùng bức mực nào có thể viễn tả được sự tri ân này. Chúng con chỉ biết y giáo phụng hành, chân thật nghe lời và làm theo những gì ân sư của chúng con đã chỉ dạy. Toàn thể gia đình chúng con và Phật tử kính chúc chư Tôn Đức Tăng Ni pháp thể chinh an, chúng sanh vị độ, dùng pháp môn tịnh độ chúng con và gì và chúng sanh thoát khỏi biển khổ sanh tử trầm luân, vãng sanh về thế giới cực lạc của Đức Phật A Di Đà. Giờ đây pháp tòa viên mãn, pháp sự châu long, toàn thể Phật tử cung thỉnh pháp sư Thích Giác Nhàn từ bi hoan hỷ tiên thiết diệu pháp, pháp môn tịnh độ chúng con thành kính đê đầu bái thỉnh. Nam mô Quan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính bạch chư tôn thượng tọa Đại Đức Tăng Ni, kính thưa toàn thể chư vị đồng tu. Hôm nay là ngày mùng 1 tháng 6 năm 2014, nhằm ngày mùng 4 tháng 5 năm Giáp Ngọ.
tại thành phố Salem, tiểu bang Oregon, Hoa Kỳ. Hôm nay là ngày thứ hai, cũng là ngày kết thúc buổi tu học 2 ngày tại Salem, Oregon, Hoa Kỳ. Chúng tôi chúc mừng cho những vị có mặt trong ngày hôm nay. Kính thưa toàn thể quý vị, chiều hôm nay là buổi chiều khá là quan trọng, vì không còn bao nhiêu thời gian nữa chúng ta phải tạm xa nhau. Nghĩa là 5 giờ chiều chúng ta làm lễ bế mạc, 1 tiếng đồng hồ sau nữa là 6 giờ thì chúng ta phải mỗi người một ngã, trở về lại nhà của mình để lo cho cuộc sống. Chúng tôi thì tiếp tục qua tiểu bang Chicago để lập pháp hội thứ bảy chủ nhật tới. Trong giây phút này, trong lòng chúng tôi rất là cảm xúc, vì sáng hôm nay chúng tôi thấy quý vị ngồi tụng kinh một cái pháp hội mà ở hải ngoại rất khó tìm những pháp hội như vậy, vì không phải ai cũng tin kinh Vô Lượng Thọ. Vì đây là một bộ kinh khó tin và rất khó tin. Chúc mừng cho quý vị hôm nay tin tưởng bộ kinh này, và chúc mừng cho quý vị hôm nay ngồi trong một cái pháp hội được tụng kinh với chư tôn, Thượng tọa Đại Đức Tăng Ni, nhất là Thượng tọa Thích Trí Thoát. Chúng tôi không hiểu sao trong lòng nó cứ xúc động, và cũng không ngờ Phật tử Oregon hưởng ứng cái bộ kinh Vô Lượng Thọ và hưởng ứng pháp môn Tịnh Độ hôm nay câu hội về rất là đông. Trong lòng chúng tôi thực sự mà nói thì sáng hôm nay chúng tôi định ở lại nhà để nghỉ ngơi, để chiều hôm nay chúng tôi ra. Vì trong hai ngày trước là ngày chuẩn bị pháp hội, và cái ngày hôm qua cả một ngày khai mạc cũng như chúng tôi giảng, trong người cũng hơi mệt một chút. Tuy nhiên hồi sáng chúng tôi ở nhà không được, vì biết rằng Phật tử cũng muốn gặp chúng tôi, mà chúng tôi thấy rằng không có chúng tôi sắp xếp đạo tràng cũng như là lo lắng cho quý vị từng những chiếc phim để chiếu, cũng như lo lắng cho quý vị những món ăn, thức uống. Hôm nay có một số người ăn hơi trễ là thức ăn mang chưa ra. Khi quý vị đủ hết thức ăn rồi chúng tôi mới xuống dùng cơm. Vì sao vậy? Bởi vì đây là những vị Phật phụng sự chúng sanh, là cúng dường chư Phật. Cúng dường chư Phật là mình lo lắng cho chúng sanh. Cho nên thành ra quyết định sáng hôm nay chúng tôi phải ra đây để sắp xếp pháp hội. Tuy nhiên hồi nãy thì cũng hơi mệt, hơi choáng váng một chút xíu, là bởi vì Phật tử tập trung lại đông quá, chúng tôi phải tiếp. Cho nên nó hơi mệt một chút khi vào bên trong nằm trên một cái ghế. Nhưng mà cái đầu nó cũng không có thẳng, cái ghế nó cong cái đầu nằm niệm Phật. Trong vòng khoảng 5 đến 10 phút thì tự nhiên nó hồi phục lại cái năng lượng trong con người. 5 đến 10 phút. Nếu mà chúng tôi nằm mà để ngủ thì bây giờ gặp quý vị cái mặt nó tèm hem. Mà chúng tôi khi mệt, chúng tôi nằm niệm Phật. Để Phật gia hộ trong buổi chiều hôm nay nó được hoàn thành viên mãn. Thưa quý vị, trong buổi chiều hôm nay khá là quan trọng, đó là chúng tôi hứa với quý vị là chúng tôi làm một cái lễ quy y Đức Phật A Di Đà. Mà hồi nãy quý vị có xem qua chiếc đĩa chúng tôi qua Pháp hội Tâm Thời Hệ Niệm, hơn 10.000 người họ tổ chức bên Hồng Kông, mà quý vị hồi nãy đã được xem qua trong lúc ăn cơm. Và chúng tôi có gặp được trực tiếp Hòa Thượng Tịnh Không. Chúng tôi lấy cái nghi thức quy y với Đức Phật A Di Đà mà Hòa Thượng Tịnh Không quy y cho những người khác, cho những vị đồng tu.
chúng tôi đem về để quy y cho những người Phật tử ở tại Việt Nam cũng như ở hải ngoại. Vì vậy chúng tôi lấy cái nghi thức này chúng tôi quy y cho quý vị. Nếu ai trong này đã quy y rồi thì chúng ta quy y thêm với Đức Phật A Di Đà với pháp danh Diệu Âm, để hai chữ Diệu Âm trước pháp danh chúng ta cũng tốt. Nhưng đừng nói rằng bỏ quy y cũ, quy y lại với thầy Giác Nhàn mới, không phải. Mà quy y thêm đây là thêm với Đức Phật A Di Đà chứ không phải thêm với thầy Giác Nhàn. Mà chúng tôi cũng quy y với Đức Phật A Di Đà. Khi vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc đồng một danh hiệu là Diệu Âm Như Lai. Hôm nay Hòa Thượng Tịnh Không lấy hai chữ Diệu Âm gắn trước pháp danh của quý vị để kết duyên quý vị với liên thai là hoa sen ở cảnh giới Cực Lạc. Chúng tôi nghe cái này chúng tôi rất là tâm đắc, chúng tôi rất là hoan hỷ. Cho nên 5-6 năm nay toàn thể Phật tử về quy y tại tỉnh Thất Quan Âm là quy y với Đức Phật A Di Đà. Quy y với Đức Phật A Di Đà là chúng ta trực tiếp phát nguyện vãng sanh gặp Phật A Di Đà. Quy y với pháp đó là quy y với ngũ kinh tịnh độ. Trong tịnh độ có 5 kinh một luận, luận đó là luận vãng sanh, và 5 kinh đó là kinh Phật Thuyết Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác mà hôm qua đến bữa nay quý vị đã tụng xong đó. Kinh thứ hai là kinh Quán Vô Lượng Thọ, là Phật nói cho bà Vi Đề Hy khi vua A Xà Thế là người con nhốt bà trong ngục tù, và vua Tằng Bà Sa La là người cha của vua A Xà Thế bị người con cướp đoạt ngôi vua và nhốt trong ngục tù, ông đã chết trong đó. Và Đức Phật nói kinh Quán Vô Lượng Thọ là để cho bà Vi Đề Hy. Và cuốn kinh thứ ba là cuốn kinh A Di Đà, Phật nói tại Kỳ Viên Tịnh Xá. Và Tổ Ấn Quang lấy cái phẩm Đại Thế Chí Bồ Tát Niệm Phật Viên Thông Chương trong kinh Lăng Nghiêm làm tứ kinh tịnh độ. Ông Ngụy Mật Thâm là một vị cư sĩ Bồ Tát lấy kinh Hoa Nghiêm, đó là 10 đại nguyện vương quy hướng chúng sanh về Cực Lạc làm ngũ kinh tịnh độ. Mỗi lần chúng tôi nhắc đến cái bộ kinh này, con người chúng tôi cảm xúc lông tóc nó dựng. Cái lượng kinh của tịnh độ không nhiều, đủ cho bạn để vãng sanh Cực Lạc. Và một luận đó là luận vãng sanh của Ngài Thiên Thân. Vốn của tịnh độ rất ít, kinh của tịnh độ rất ít, nhưng mà những phẩm kinh quan trọng trong những bộ kinh đại thừa là kinh Lăng Nghiêm là một kinh tối thượng thừa mà tịnh độ có nằm trong đó, đó là Đại Thế Chí Bồ Tát Niệm Phật Viên Thông Chương. Và kinh Hoa Nghiêm là một bộ kinh tối thượng thừa, nhưng phẩm gì? Phẩm Thập Đại Nguyện Vương quy hướng chúng sanh về Cực Lạc nằm trong bộ kinh tối thượng thừa kinh Hoa Nghiêm này. Mà kinh Hoa Nghiêm là Đức Phật khi thành Phật bước vào ngày thứ 21, ngày nhập định vào tuần lễ thứ 21, và ngày nhập định 21 ngày nói về bộ kinh này. Cho nên tịnh độ chúng ta cao cũng rất là cao, mà thấp cũng rất là thấp, mà gọi là tam căn phổ bị phàm thánh tề thông. Cho nên chúng tôi chọn được pháp môn tịnh độ rồi là chúng tôi không có lăng tăng suy nghĩ mình có phải còn tu thêm một pháp môn gì khác nữa không. Không, đủ rồi, đủ tư lương hành trang cho một đời này vãng sanh Cực Lạc. Vì vậy cho nên thành ra chúng tôi muốn giới thiệu quý vị cái bộ kinh Phật Thuyết Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác. Khi chúng tôi cầm đưa cho quý vị chưa chắc gì quý vị tụng, nhưng quý vị ngồi trong một cái pháp hội như vậy, quý vị tụng, quý vị cảm được lời kinh. Có một cô ra, cô cầm cuốn kinh, cô nói thưa thầy, con lớn tuổi rồi, con tụng 3 ngày hết một cuốn được không thầy? Thầy kêu được. Những người Phật tử họ ra họ thưa với chúng tôi thấy cái tâm họ chân thật mà làm chúng tôi cảm động rơi nước mắt. Rồi có một cô Phật tử cô nói, con nghe thầy qua lập pháp hội từ thứ năm đến hôm nay con ngủ không được. Cái bà làm cái gì ngủ không được dữ vậy? Nó kêu con nhớ thầy. Trời mô Phật. Ngủ không được, nhớ thầy quá ngủ không được. Thấy tội nghiệp. Coi như là Phật tử Oregon ở dưới xe lầm này mà chúng tôi cảm nhận thấy họ khao khát. Nếu mà đủ duyên thực sự mà chúng tôi ở bên này, cứ một tháng chúng tôi tổ chức cái giá chót cũng 200 người, hôm nay hơn 300 này. Cho nên chúng tôi gửi gắm một điều, đó là mong chư Tôn Đức Tăng Ni ở bên này thiết lập những cái pháp hội như vậy
để tổ chức cho những người Phật tử họ tu tập. Họ tu tập. Cho nên thành ra chúng tôi là một người không phải là bản xứ ở đây, ở tận Việt Nam, mà cái tấm lòng của chúng tôi khi qua bên này để tổ chức một cái pháp hội mà Hòa Thượng Minh Thiện cũng kêu quá hay. Tôi vô trong cái pháp hội này tôi không còn cái chỗ nào mà chê, tôi chỉ có khen, tôi chỉ có tùy hỷ, tôi chỉ có quan hỷ. Cho nên thành ra là đây là một cái pháp hội mà chúng tôi nghĩ rằng là một bước ngoặt để Chư Tôn Đức Tăng Ni ở nước Mỹ nói chung và ở Oregon nói riêng nên về sau thiết lập tổ chức những pháp hội như vậy. Có thể 50, có thể 100, có thể 200. Bước đầu chúng ta chưa có cái sức ảnh hưởng thì ít cũng được. Đầu tiên chúng tôi khai lập pháp hội, hồi nãy quý vị coi cái đĩa chúng tôi sang Hồng Kông chỉ có 5 người mà chúng tôi cũng làm lễ thành lập pháp hội, khai mạc pháp hội. Bây giờ chúng tôi nói 5 người này nếu thực sự họ chân thật, họ tu hành, họ vãng sanh về cực lạc là họ thành 5 vị Phật. Mà 5 vị Phật này cái lúc mà mình vãng sanh á, họ sẽ xuống họ rước mình đi về cực lạc. Cho nên thành ra cái vấn đề nhiều hay ít, chúng tôi cũng đều lập pháp hội. Chúng tôi qua đây chúng tôi không nghĩ sợ ít. Nếu 5 người, 10 người chúng tôi cũng tổ chức tu y như vậy. Bởi vì 5, 10 người này là 5, 10 người quyết định vãng sanh. Cho cái mục tiêu của người tịnh độ là đưa người về Tây Phương cực lạc. Thì ít hay nhiều gì cũng tốt, ít cũng tốt và nhiều cũng tốt. Vì vậy cho nên thành ra hôm nay chúng tôi cùng với quý vị sẽ ở bên Mỹ gọi là tiên thệ. Tiên thệ khi mình được vào công dân của Mỹ phải không? Hồi trước giờ có khi nào tiên thệ làm công dân của người cực lạc chưa? Có chưa? Có chưa? No hay yes? Chưa có à? Hôm nay ai muốn tiên thệ làm người công dân cực lạc giơ tay coi. Thanh kiều quý vị á. Tôi tiên thệ làm người công dân của nước Mỹ trung thành với luật pháp. Đúng không? Đúng không? Thầy chưa tiên thệ lần nào mà thầy biết cái vụ này. Bây giờ do nghe người ta nói lại. Hôm nay con tiên thệ trước Tam Bảo làm người công dân ở cực lạc. Tự nhiên lông tóc nó dựng. Khi mình ngồi nói như vậy là Đức Phật ở Tây Phương cực lạc nghe nha. Anh kêu ồ hay quá. Bữa nay thầy giảng ông kêu bao nhiêu người dân ở bên Oregon để tiên thệ về Tây Phương cực lạc. Trời hay quá. Khi quý vị phát nguyện tiên thệ làm người dân Tây Phương cực lạc, tức thì bên Tây Phương cực lạc có hoa sen ghi tên quý vị. Điều này chúng tôi nói không sai. Hồi nãy có quý vị có coi cái đĩa mà cái chú đó phiên dịch Hòa Thượng có nói không? Hòa Thượng có nói khi quý vị phát nguyện vãng sanh là bên Tây Phương cực lạc có tên quý vị có hoa sen đúng không? Đó. Thì hôm nay chuẩn bị tư thế sẵn sàng trang nghiêm. Dĩ nhiên chúng tôi biết khi quý vị để mà đi phỏng vấn, gọi rằng đi để người ta sát hạch, Việt Nam gọi là sát hạch hay gọi là trả lời những câu hỏi mà quý vị được làm người công dân của nước Mỹ, quý vị lo lắm, lo học bao nhiêu trăm câu hỏi, phải không ạ? Lo gặp đến họ không biết họ hỏi làm sao đây, mình rất là lo, phải không ạ? Còn về Tây Phương cực lạc, không phải sát hạch một cách khó khăn đâu. Phật Di Đà có lòng từ bi rất là rộng mở. Nhưng mà đặc biệt là cái cửa mà để mà mình lọt qua bên đó để mà mình về tới Tây Phương cực lạc, cái chỗ này không có hố lộ nha. Đức Phật A Di Đà là nghiêm ngặt, đúng không ạ? Nghiêm ngặt và đúng tiêu chuẩn á, đúng tiêu chuẩn. Cho nên hôm nay chúng tôi chúc mừng cho những ai có mặt ở trong pháp hội để làm một cái lễ tiên thệ làm người dân ở Tây Phương cực lạc. Tuy nhiên mình tiên thệ nhưng mình chưa đủ tiêu chuẩn, tức là chưa đủ thiện căn phước đức nhân duyên trong đời này, nhưng đời sau nữa quý vị sẽ là người công dân. Ngay chỗ này
Ngay chỗ này mà trong kinh Quán Vô Lượng Thọ nói rằng dầu quý vị đọa xuống ở dưới địa ngục gọi là vô gián địa ngục, nhưng hết nghiệp vô gián địa ngục, cái nguyện mà vãng sanh Tây Phương Cực Lạc nó ở trong tâm quý vị đầy đủ nhân duyên phước đức rồi á ha, bắt đầu nó khởi lên gặp thiện tri thức cũng dắt quý vị về cực lạc. Cho nên cái nguyện vãng sanh mà chúng tôi dùng cái danh từ gọi là tiên thệ đó cho quý vị dễ hiểu. Không biết sao tự nhiên lên rồi nhớ nói vụ này. Cái này là cái cảm xúc mà chúng tôi muốn về Tây Phương Cực Lạc. Muốn về Tây Phương Cực Lạc. Cho nên hôm nay muốn gửi gắm đến cái tấm lòng này đến toàn thể quý vị, để quý vị phát Bồ Đề Tâm, gieo duyên nguyện vãng sanh. Trong tất cả các nguyện mà nguyện vãng sanh là nguyện tối thắng, là nguyện rốt ráo. Để mà gì? Để chúng ta thoát khỏi sanh tử luân hồi. Thoát khỏi sanh tử luân hồi. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, Ngài để thoát khỏi sanh tử luân hồi, Ngài phải tu qua ba đại A Tăng kỳ kiếp. Nhưng Ngài thấy cái đoạn đường này nó rất là gian trung, để thành tựu vô thượng chánh đẳng chánh giác mà phải trải qua một cái giai đoạn ba đại A Tăng kỳ kiếp nó rất là lâu. Cho nên thành ra Ngài mới nói rằng là để cho thành Phật nhanh á, thì chỉ có về Tây Phương Cực Lạc. Cho nên Ngài mới giới thiệu Tây Phương Cực Lạc, giới thiệu với Đức Phật A Di Đà. Mà nếu Đức Phật Thích Ca Mâu Ni không ra đời và chúng ta sanh vào một cái thời mà không gặp Phật á, và không có biết chánh pháp và không có chánh pháp á, thì chúng tôi nghĩ là mình không thể nào biết cảnh giới cực lạc, không thể nào biết đến Đức Phật A Di Đà, đúng không? Cho nên thành ra chúng ta rất mang ơn Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Rất mang ơn Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Thôi bây giờ mình làm lễ tiên thệ đi ha. Nghĩa là chúng tôi đọc theo cái nghi thức quy y Đức Phật A Di Đà, mà không những quy y cho quý vị hiện tại, mà cho hương linh hôm nay có mặt trong này, và quy y cho tất cả hương linh thai nhi của quý vị trong này luôn. Và pháp danh như thế nào? Nếu ai chưa có một cái pháp danh gì hết, hôm nay á, mình phát nguyện quy y với Đức Phật A Di Đà, quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng, thì người nam á, là chúng tôi lấy cái pháp danh là Diệu Âm Đức Thọ. Diệu Âm là cái tên một nửa hai từ của người đã vãng sanh. Người đã vãng sanh là Diệu Âm Như Lai. Còn mình lấy hai chữ Diệu Âm, mình thêm hai cái chữ mà đừng có chữ Như Lai trong đó. Có cái bà cụ bà nói: thưa thầy, mỗi buổi sáng con niệm Phật đó, con nguyện Đức Phật A Di Đà gia hộ cho Diệu Âm Như Lai này vãng sanh. Thì bà hỏi thầy như vậy có đúng không? Thầy kêu bà là Diệu Âm Như Lai, bà là Như Lai rồi, ai đưa bà về cực lạc nữa đâu. Bà kêu cái thằng con nó chỉ con như vậy á thầy. Nhớ nghe. Diệu Âm Giác Nhàn, Diệu Âm Liên Hoa. Đức là Đức Phật A Di Đà, Thọ là Vô Lượng Thọ. Chúng tôi lấy hai cái từ của Đức Phật A Di Đà đặt cái tên cho người nam. Nhưng mà có một cái là bởi vì toàn bộ Phật tử nam mà chưa quy y nhiều quá, hôm nay cũng không có ghi danh được. Mà hòa thượng thì chỉ lấy Diệu Âm thôi. Và chúng tôi muốn cho nó dễ phân biệt là Diệu Âm Đức Thọ. Thì hôm trước ở bên Úc có một vị Phật tử á, ổng cũng quy y, ổng là pháp danh Diệu Âm Đức Thọ. Rồi cái chú mà bị cái chân mà sưng to, thiệt to, mà giống như cái mề con gà có cái lỗ bên trong mà nó thiệt thúi á, ổng thấy cái ông trong đó cũng là Diệu Âm Đức Thọ. Ổng kêu sao con dúng cái tên ông đó, giữ cho thầy, nguy hiểm giữ thầy. Cái tên thì giống như mà cái nghiệp nó khác, đâu có sao không à. Ông sợ, ông kêu thầy đặt pháp danh con dúng cái thằng đó, con sợ quá. Cho nên thành ra là cái đó là một cái tên để cho mình kết duyên với cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Nó là kết duyên nha. Nếu mà đủ thiện căn phước đức nhân duyên là chuyện khác. Là mình phải gì? Mình phải lao mình và mình phải đầu tư để mình tích lũy thiện căn phước đức mình tu tập. Chứ đừng nói hôm nay thầy nhà cũng quy y cho tôi Diệu Âm rồi, thôi khỏe re, tôi khỏi phải tu gì hết, vài bữa Phật Di Đà rước về cực lạc, tôi tiên thệ rồi. Không phải nghe. Cái danh từ này là kết duyên. Kết duyên khác với đủ duyên. Đủ duyên là đủ thiện căn phước đức nhân duyên, thì Phật A Di Đà sẽ xuống đứng trước mặt quý vị. Quý vị đủ là người đủ tiêu chuẩn thì Phật A Di Đà cấp visa cho quý vị. Muốn về lúc nào về. Hiểu không? Còn hôm nay là kết duyên chứ không phải là đủ duyên. Đủ duyên là người này đã đủ thiện căn phước đức nhân duyên. Còn mình kết duyên nhưng chưa đủ duyên thì phải tiếp tục tu, chứ không phải là quý y như là đủ. Thì như vậy hôm nay là chúng ta kết duyên
với người dân ở Tây Phương Cực Lạc, mà Hòa Thượng Tịnh Không lấy hai chữ Diệu Âm để kết duyên cho những người mà có duyên với pháp môn Tịnh Độ. À, vậy thì bây giờ chúng tôi đọc trước, quý vị đọc theo sau, chắp tay trang nghiêm, bắt đầu tuyên thệ. Trang nghiêm thanh tịnh ạ. Ha, trang nghiêm thanh tịnh. Giờ chúng tôi đọc trước, quý vị đọc theo sau ha. Nghi thức này thì rất đơn giản, nhưng mà phải thành tâm. Trước Tam Bảo, người Công giáo tuyên thệ làm người dân Tây Phương Cực Lạc được không? Được. Nghĩa là mình muốn kết duyên về với một cái hoàn cảnh tốt. Thượng Đế cũng hoan hỷ lắm, không sao. Giờ chúng tôi đọc trước, quý vị đọc theo sau. A Xà Lê Tồn Niệm, con đệ tử Diệu Âm, kể từ hôm nay thân mạng còn sống, cũng như các hương linh, hương linh thai nhi đã qua đời, xin quy y Đức Phật A Di Đà, lưỡng túc trung tôn, xin quy y pháp, ly dục trung tôn, xin quy y tăng, chư chúng trung tôn, cúi đầu xá xuống một xá. A Xà Lê Tồn Niệm, con đệ tử Diệu Âm, kể từ hôm nay thân mạng còn sống, cũng như các hương linh, hương linh thai nhi đã qua đời, xin quy y Đức Phật A Di Đà, lưỡng túc trung tôn, xin quy y pháp, ly dục trung tôn, xin quy y tăng, chư chúng trung tôn, cúi đầu xa xuống một xa. A Xà Lê Tồn Niệm, con đệ tử Diệu Âm, kể từ hôm nay thân mạng còn sống, cũng như các hương linh, hương linh thai nhi đã qua đời, xin quy y Đức Phật A Di Đà, lưỡng túc trung tôn, xin quy y pháp, ly dục trung tôn, xin quy y tăng, chư chúng trung tôn, cúi đầu xá một xá. A Xà Lê Tồn Niệm, con đệ tử Diệu Âm, kể từ hôm nay thân mạng còn sống, cũng như các hương linh, hương linh thai nhi đã qua đời, xin phát nguyện giữ năm giới. Giới thứ nhất cấm sát sanh, giới thứ hai cấm trộm cắp, giới thứ ba cấm tà dâm, giới thứ tư cấm nói láo, giới thứ năm cấm uống rượu. Đây là năm giới cổ Phật chế ra, suốt đời con phải giữ. Rồi, thưa quý vị, tuyên thệ đã xong, nghĩa là mình phát nguyện đã xong. Cái giây phút này không phải dễ có đâu nha quý vị. Phải đầy đủ nhân duyên lắm. Hôm qua chúng tôi có nói, tại Oregon này bao nhiêu người Việt Nam, hôm nay ngồi ở đây bao nhiêu người. Vì sao mà hôm nay bao nhiêu người này ngồi đây? Là họ đã gieo trồng thiện căn phước đức nhân duyên và đã có gặp Phật ở thời quá khứ. Hôm nay họ gặp một cái là họ tin liền, bằng mọi cách họ phải đến cái pháp hội này.
Nếu hôm nay quý vị được ngồi trong pháp hội này, chúng tôi nghĩ cái nhân duyên đời trước nữa quý vị cũng có nhân duyên gặp những cái pháp hội, hải hội liên trì, pháp môn niệm Phật. Cho nên hôm nay quý vị gặp được cái duyên này, quý vị từ xa xôi, nhất là có một chú ở Louisiana chạy xe từ đó qua tới Seattle hơn 2.000 mai, là 4.000 cây số, đi 3 ngày đường, là một chiếc xe cũ kỹ thôi. Rồi từ Seattle chạy xuống đây, rồi sẽ tiếp tục đi qua Chicago bằng xe, rồi chạy về bên Missouri, đạo tràng của Ni Sư Hoa Đạo. Từ Missouri chạy xuống Atlanta, rồi từ Atlanta chạy qua Florida, đến Houston, Texas, và đến Cali, đi về pháp hội chúng tôi tu luôn. Người này lúc trước là dân bợm bã, tứ đổ tường, ăn chơi, chát tán. Hôm nay gặp đĩa của chúng tôi xong quay đầu. Chú Tịnh Sang đâu rồi? Đứng dậy coi. Thôi mời chú lên đây đi. Được danh dự lên trên này ngồi. Nhân vật này tương đối là kỳ khôi. Sit down, Billy. Đang làm ăn không phải là thất nghiệp. Có một cái thẻ làm bên cái hệ thống máy dầu, làm bên hệ thống dầu giàn khoan để lấy dầu, có tiền rất là nhiều. Đến hôm nay tiền không nghĩa lý gì cả, chỉ có con đường giải thoát. Nhưng quý vị mà bắt chước vị này là coi chừng nguy hiểm. Vợ con còn, chồng con còn, mà mình bắt chước ông mà đi theo thầy cái là ông chồng ông quýnh thầy phù mỏ. Không được. Qua 33 năm không lập, cái nghĩa là không lập gia đình, hiện tại bây giờ cũng không có vợ không có con. Cái hoàn cảnh ông thuận tiện. Thì giờ không có vợ không có con, mình lo cho bản thân của mình rồi để làm gì đây? Lỡ thọ mạng hết rồi mình để lại cho ai? Thôi đi phụng sự đạo pháp. Bây giờ bắt đầu đi theo chúng tôi để về Việt Nam. Còn một người mẹ già ở Việt Nam về đủ duyên được thì đưa mẹ già lên chùa chúng tôi, cả mẹ lẫn con đi tu hành. Nếu chú ở bên này chú giàu có như thế nào đi nữa chắc cũng khó độ người mẹ. Nhưng khi về Việt Nam chú tu được thì có thể độ mẹ chú được, có thể trả hiếu được. Cho nên người này chúng tôi đáng tán dương và được lên ngồi trên này. Đặc biệt có một điều là khi xe đi mà xe cũ nói rằng nếu xe cũ này banh giữa đường có Phật Di Đà lo, bây giờ cũng đi làm chuyện của Phật, Phật phải có trách nhiệm phải lo chứ. Đây là người mà gọi là tâm đầu ý hợp. Người này có bản lãnh. Cũng như chúng tôi lúc hàng vi khổ cực kêu bây giờ mình niệm Phật thì phải có Phật lo. Mình là cái trạm để trung chuyển cho người về cực lạc thì Đức Phật A Di Đà phải có trách nhiệm để lo. Mình đừng có lăng tăng lo cái chuyện này nữa. Nhà cửa ăn uống cơm áo gạo tiền để cho Phật lo. Mình chỉ lo duy nhất là chuyện niệm Phật và khuyến khích người niệm Phật, tụng kinh vô lượng thọ và khuyến khích người tụng kinh vô lượng thọ. Khi công đức mà bắt đầu hội tụ thì phước đức xe cộ nhà cửa cuộc sống quý vị nó tới ào ào. Phước đức từ công đức mà sanh. Công đức đó là gì? 10 công đức in kinh tượng Phật. Hôm nay chúng tôi nói 10 công đức này. 10 công đức ấn tống kinh tượng Phật. Hôm trước chúng tôi giảng ở Seattle mà không có thời gian, chúng tôi chỉ giảng lược qua thôi. Lược qua. Hôm nay có thêm hai nhân vật nữa. Cô này ở Seattle đi xuống đây. Đặc biệt là cô bị ung thư. Và mới mổ có 2-3 ngày thôi, chúng tôi mở pháp hội Seattle. Cô nói chỉ lên được 2 tiếng là cô về. Vì cô xem đĩa chúng tôi, cô thích quá.
cô lên cô coi mắt chúng con một chút rồi cô về. Nhưng mà sao? Nhưng mà cô lên cái cô ngồi luôn 2 ngày, không thấy mệt, khỏe luôn. Đâu, hai người đó đâu rồi? Xin mời lên đi. Quý thị thấy chú bé này đẹp trai không? À, xin mời vào trong này luôn. Chiều nay quý vị sẽ xem một chương trình sẽ là xuất sắc, rất hài lòng. Quý vị sẽ để trong lòng quý vị không sao phai được. Vậy là hôm nay Phật xếp sẵn hết, bên này 4 ni, bên này 4 người luôn Phật tử, đẹp ha. Nhân duyên tự nhiên đã đến chứ không có mời, tự nhiên. Chú này cũng tự nhiên là chú Tịnh Sang, rồi ba vị kia cũng từ Seattle tự nhiên chạy xuống luôn. Thích pháp hội với này quá, rồi 4 sư cô này cũng tự nhiên luôn. Tự nhiên. Một cái diễn cảnh này khi làm xong đưa lên trên trang web vôlượngthọ.vn. Một ngày 10.000 người xem và 10 ngày là 100.000 người. Quý vị cũng sẽ có mặt ngồi trong đó. Hôm nay thiệt là một cái nhân duyên thù thắng mà trong lòng nó cứ xúc động. Trong lòng nó xúc động, nó vui mừng mà thực sự có những cái gì mà quý nhất. Nếu mà có vàng, bạc, châu báu, ngọc ngà, kim cương, hộc sòn, chúng tôi cũng cho quý vị luôn. Vui quá. Nhưng mà nếu cho quý vị ngọc ngà, châu báu, hộc sòn, kim cương, đô la đó, quý vị xài nó hết. Nhưng cho quý vị một cái pháp môn mà 10 phương chư Phật tán thán, một cái pháp môn mà thoát khỏi sanh tử luân hồi, thì cái này mới quý, đúng không? Cái này mới quý. Cho nên thành ra mới nói là pháp thí thắng mọi thí. Cho pháp là tối thắng nhất, là bình đẳng nhất. Nếu mà chúng tôi cho tiền quý vị, lỡ mà nó hết, cái người cuối cùng không có, họ chửi á, họ kêu thầy không bình đẳng á. Hôm nay cho pháp bình đẳng không? Bình đẳng. Đúng không ạ? Đó, chúng tôi nói ra một thời thuyết pháp cũng như một trận mưa lớn, thì cây nhỏ hút ít mà cây lớn hút nhiều. Kinh nào nói? Kinh Pháp Hoa, phải không? Cây lớn đó là người ta có thiện căn phước đức nhân duyên, tâm người ta thanh tịnh cung kính, thì người ta đón nhận cái lời chúng tôi được sâu sắc và khởi được tính tâm thanh tịnh. Còn người cây nhỏ nghĩa là cái tâm người ta hời hợt, cái tâm người ta không có cái sức tinh sâu dày, cho nên người ta sẽ được hút ít là nhận ít, nhưng một trận mưa giống nhau. Đúng không? Kinh Pháp Hoa là phải giảng như rứa. Niềm vui lớn nhất của chúng tôi không bao giờ có thể đánh đổi được, đó là ngồi trên pháp tòa để nói pháp môn tịnh độ. Đây là niềm vui đến tột đỉnh. Đây là niềm vui mà phải nói là very vui á, biết không? Cho nên đây là một cái môn học và một cái pháp môn và một cái hướng đi mà chúng tôi chọn được 23 năm nay. Năm 20 tuổi bắt đầu chúng tôi đăng tòa thuyết pháp tại Tịnh Xá Ngọc Quang bên Khất Sĩ. Bắt đầu từ dạo đó đến nay là 23 năm. Tuy nhiên nó vẫn đi lòng vòng hết như vậy là 17 năm. Mới gặp được pháp môn tịnh độ lại đây để mà thâm nhập, đó là gặp Hòa Thượng Tịnh Không qua băng đĩa từ 2008. Lại bể chưa gặp, mới lập pháp hội chưa lập, mà từ 2008 đến hôm nay là 6 năm. Mà mới năm vừa rồi là tháng 4 năm nay qua bên Hồng Kông rồi mới thấy cái sự viên mãn tối thắng của pháp môn tịnh độ mà Hòa Thượng Tịnh Không bây giờ đang bắt đầu
bắt đầu là Ngài thuyết giảng khắp nơi trên thế giới. Chúng tôi chỉ lên ngay cái phòng của Hòa Thượng, mà hồi nãy chúng tôi có nói là chúng tôi vô ngay cái phòng của Hòa Thượng là một cái phòng nhỏ, chỉ có một chiều là 4 mét, một chiều là 6 mét, 20 mét vuông thôi. Mà gì? Ngài ngồi tại đó mà Ngài thuyết giảng, mà Ngài mua một cái kênh đài vệ tinh, cũng như là đài VTV3, VTV1 ở Việt Nam, cũng như đài mà ở tại Mỹ phát sóng á, Ngài mua luôn một cái kênh đài. Ngài đầu tư đạo tràng trên không trung này, không xây chùa, mất thời gian, mất tiền. Ngài kêu không lấy tiền chôn xuống đất, không lấy đô la hột sòn chôn xuống đất nữa, mà phải lấy đô la hột sàn để chuyển qua cái hướng để truyền bá chánh pháp. Đây là lời Hòa Thượng Tịnh Không nói, chúng tôi phải đi trên con đường này. Còn ai muốn xây chùa, ai muốn xây tháp, ai muốn làm gì làm, Ngài vẫn tùy hỷ, không chê bai chỉ trích, không chê bai chỉ trích. Nhưng hướng của Ngài đi vẫn là lấy tịnh tài, có bao nhiêu làm bấy nhiêu, có bao nhiêu làm bấy nhiêu, và đem đồng tiền này đổi ra ngân phiếu của công đức, nghĩa là đem đồng tiền này in kinh, in sách, in tượng Phật. Cái hướng đi này chúng tôi mong quý vị phải đi theo. Đây là một cái hướng đi của Đại Lão Hòa Thượng Tịnh Không, và cũng là hướng đi của Ấn Quang Đại Sư. Ấn Quang Đại Sư một đời Ngài có tiền chỉ có in kinh, in tượng Phật. Hòa Thượng Tịnh Không cũng như thế. Cái sách Tứ Khố Toàn Thư mà chúng tôi qua Hồng Kông nghe Ngài nói, mà Ngài in, quý vị biết không, 10 triệu Mỹ Kim, 10 triệu đô la. 10 triệu đô la, 1 triệu là 20 tỷ, 10 triệu là 200 tỷ Việt Nam. Úi chà. Mà nói đó là sách Tứ Thố Tòng Thư, là nói về cái sử liệu văn hóa của Trung Quốc ngang. Chưa nói Đại Tạng Kinh á. Đại Tạng Kinh không biết Ngài in mấy chục triệu, mấy trăm triệu đô la. Giết sợ. Cho nên hôm qua Hòa Thượng Minh Thiện lúc ăn cơm, Hòa Thượng nói: tôi nghe thầy Nhàn có cái chùa tại quận Bình Chánh lớn lắm phải không? Kêu dạ không có, con đâu có cái chùa quận Bình Chánh nào đâu. Con có cái tỉnh thất Quan Âm, có chút xíu ở trên núi Voi á Hòa Thượng à. Thượng Tọa Chí Thoát ông kêu tỉnh thất ông nhỏ lắm, chứ có 5.000 người à. Mà đúng tỉnh thất nhỏ lắm, chỉ có lợp bằng tôn không à. Cho nên chúng tôi khi chọn được cái hướng đi này, chúng tôi muốn thông báo cho chư tôn đức tăng đi, mà chúng tôi muốn thông báo cho những người Phật tử ở đây, và thông báo cho những người khắp nơi trên thế giới. Phải lấy 10 công đức ấn tống kinh tượng Phật của Đức Phật dạy trong kinh Đại Tập để làm tiêu chuẩn. Mà tiêu chuẩn này gọi là tiêu chuẩn để tích lũy thiện căn phước đức. Hôm nay chúng tôi muốn giới thiệu quý vị điều này. Có ít in ít, có nhiều in nhiều, không có khỏi in. Đa sự không bằng tiểu sự không bằng vô sự. Vô sự đây là không có sự thế của thế gian, nhưng chỉ có một sự, đó là niệm Phật để làm Phật. Sự này, sự việc này phải làm cho kỳ được. Không phải mình bị mặc cảm, mình kêu thầy Giác Ngàn ổng nói được, ổng làm được, bởi vì ổng là có thiện căn phước đức, đời trước ổng có tu hành. Còn mình bây giờ người phụ nữ nghiệp nặng, rồi căn lành mình thấp kém, làm sao mình có cái cửa để mà in kinh, làm sao mình có cái điều kiện để mình niệm Phật, để làm Phật. Tôi không, tôi không dám đâu, thôi tôi không dám cái vụ này, ổng nói vậy thôi tôi không dám. Đó là chính mình bịt mắt chối tay mình. Đừng có mang mặc cảm cùng tử này nha, đừng có mang mặc cảm cùng tử này. Hôm nay là chúng tôi lên nói bằng cái cảm xúc, chứ không phải nói chuyện rỡn rỡn vui cười, mà nói chuyện của thế sự. Mà chúng tôi muốn nói chuyện để người nói chuyện Phật sự này. Chuyện này là chuyện Phật sự này, để làm Phật này. Phật sự là sự việc để mình làm, để mình làm Phật. Còn thế sự làm những chuyện của thế gian. Quý vị làm cái chuyện gì mà quý vị bị gì? Bị nhốt, bị huệ lụy, bị trói buộc ở thế gian này thì đừng nên làm. Còn làm cái chuyện gì mà để tích lũy công đức để mình vãng sanh Tây Phương Cực Lạc thì đây mới gọi là Phật sự. Coi chừng lẫn lộn giữa ma sự với Phật sự và thế sự với Phật sự,
thế sự với ma sự á, là phan duyên mà làm. Phan duyên đó là cái tâm bị phiền não, cái tâm bị gì? Bị phân biệt, bị chấp trước, bị vọng tưởng, bị khổ đau, thì gọi là phan duyên mà làm. Còn người tùy duyên mà làm, có nhiêu làm nhiêu. Có nhiêu làm nhiêu, không có thôi à. Cái chỗ này mới gọi là tùy duyên mà làm. Gọi là tùy duyên tiêu nghiệp chướng mà hồn nhiên mặc áo sim. Áo sim tức là cái áo mà gì? Mà an lành, bình an. Chúng tôi bắt chước theo Hòa Thượng, đi theo cái hướng Hòa Thượng. Chưa được như Hòa Thượng nhưng mà cũng được chút chút. Hôm nay kể cho các bạn Sen nghe, để các bạn Sen phát Bồ Đề tâm để làm chuyện này. Đó là chuyện ấn tống kinh tượng Phật, tặng miễn phí, không bán, không để giá. Kinh là vô giá, đừng có dán cái giá với đó bao nhiêu tiền. Lúc trước thì chúng tôi chưa gặp Hòa Thượng, chúng tôi có làm một cái tủ bán kinh sách để với quán cơm chay ký gửi để kiếm tiền lời để sống. Rồi giao cho cái cô Phật tử ở dưới đó, cô bán sao mình cứ mua vô mà không thấy trả đưa tiền lại. Nói trời ơi, có ra mà không có vô, không có thấy lời vốn đi đâu hết trơn, cuối cùng sập tiệm. Hình như mình không có duyên buôn bán á nghe. Cái rồi thôi không buôn bán nữa. Rồi bắt đầu gom tiền cái làm mấy cái tượng Phật tặng cho Phật tử. Gom tiền cái mua cái máy quay phim mà cái lỗi mà cũ rích người ta vứt đi á, không có tiền mà nghèo mà, mua mấy cái máy quay phim đó mang về để quay làm những cái đĩa tặng cho Phật tử. Cái lúc mà hàng vi khổ nhất cũng là phi miễn phí. Đến bây giờ không phải giàu nhất ngang mà cũng tặng. Đây là 10 công đức ấn tống kinh tượng Phật. Nhờ những công đức này gọi là pháp thí thì trí tuệ tăng trưởng, mà phóng sanh thì thọ mạng kéo dài, ít bệnh hoạn. Có nhân quả hết quý vị. Cho nên chúng tôi mà tính cái tiền mà in kinh á, từ năm 2007-08 đến nay á, chúng tôi xây được 5 cái chùa lớn lắm á. Ở Việt Nam nếu mà xây chùa 5 tỷ là xây được một cái. 5 tỷ 250 ngàn là có thể xây được cái chùa. Là xây chùa tương đối là tốt à. Bên Mỹ thì hơi khó. Chúng tôi nhẩm cũng hơn 15 tỷ cái tiền in kinh. Là 1 triệu mấy. Rồi chưa nói băng đĩa tượng Phật, có bao nhiêu chúng tôi đầu tư hết trong đó, để chúng tôi kiếm cái công đức hồi hướng về Cực Lạc. Cái người này Hòa Thượng Tịnh Không nói, con người này là con người biết tích lũy vốn. Còn nếu quý vị mà tích lũy vốn á, để mà tiền bạc của cải nhà cửa, xe cộ ruộng vườn nhiều á, thì quý vị tích lũy cái vốn này là cái vốn của thế gian, không phải là cái vốn của xuất thế gian. Cái vốn này là dành cho những người mà người ta để đời sau người ta tiếp tục quay trở lại. Có một cái bà đó, vàng mà để trong nhà mà không dám nói gia đình, nói sợ gia đình lấy đi, xài hết đi. Bà đào cái giường, đào cái chân giường, bà chôn vàng ở dưới đó. Lỡ trúng gió chết nửa chừng. Thì khi chết nửa chừng, bà muốn sanh vào con người trong nhà đó, nhưng mà không đủ phước làm người. Không đủ phước làm người, bà phải chui vô bụng con chó. Trong nhà bà có con chó cái, thì bà làm con chó. Rồi khi bà làm con chó, bà cứ nằm cái góc giường đó hoài. Đức Phật đi ngang qua, chạy ra sủa. Wow, 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 wow. Sợ Phật vô lấy vàng của nó đi. Phật đi ngang qua, Phật có thần thông mà. Sống dữ dàng, chết làm chó dữ dàng. Phật khai thị. Nhưng mà cái lời của Phật gọi là viên âm, phạm âm, hải triệu âm. Khi Phật nói ra là con chó nó nghe, nó biết liền. Ghê chưa? Còn mình nói ra chó nó quắt đuôi, nó bỏ nó chạy, nó không biết gì hết. Bởi vì cái âm thanh mình chưa gọi là âm thanh, gọi là viên âm, phạm âm, hải triệu âm. Mà Phật là nói ra thì tùy loại mà nghe được. Bên Nhật họ chế cái máy ra mà có thể nói một tiếng Anh là nó ra tiếng Iraq, Iran, Việt Nam, tiếng Tàu, đủ thứ hết trơn. Người ở cõi phàm này còn chế được, huống hồ chi là cái công là thần thông của Phật. Nói nó cái nó quay vô góc giường, nó nằm bẽn lẽn. Cái là gia đình ra hỏi thì chỉ như vậy, dưới góc giường có vàng. Quý vị đã khéo đó, cứ chôn đô la hột sòn đồ ở nhà đi nghe. Chúng tôi muốn nói cho quý vị biết là khi quý vị bị dính mắc cái gì ở thế gian thì chết quý vị, một là làm người trở lại, còn hai phải làm chó, làm súc sanh để quý vị phải quay lại chứ. Còn những người người ta biết rồi, người ta vẫn để trong cuộc sống họ để dành, nhưng mà họ lại vẫn lấy một phần họ tích lũy để họ gửi về Tây Phương Cực Lạc.
họ phải về Tây Phương Cực Lạc. Đây là hôm nay chúng tôi đang nói để cho quý vị làm, chứ không phải là chúng tôi năn nỉ, chúng tôi bắt quý vị phải làm. Không ai bắt được ai, không ai bắt buộc được ai. Mà cái đó là tùy tâm họ làm, họ nghe để họ giác ngộ, họ làm cho họ, chứ không phải làm cho chúng tôi. Nhưng mà chúng tôi cũng có được chút xíu công đức gọi là tùy hỷ với họ, tùy hỷ với họ. Và mình khuyến khích họ, cho nên mình cũng có một xíu công đức. Sở dĩ mà chúng tôi làm được thành tựu như vậy mà là gọi là chân thật làm, chứ không phải chúng tôi nói vậy rồi chúng tôi lén lén sách đi bán à, không có à. Không có. Quý vị về Tịnh Thất Quan Âm là toàn bộ là miễn phí, kinh Vô Lượng Thọ tượng Phật. Mấy chú ở tại Tịnh Thất Quan Âm bây giờ đúc một ngày như vậy là 10 tượng, 10 ngày là 100 tượng, một tháng như vậy là được 300 tượng. Mà 300 tượng đó, cái tiền mà để mua nhựa là chỉ có 50 triệu. Còn nếu 300 tượng đó nó ngang mà lúc trước chúng tôi đi mua á, thì nó phải đến mất cái số tiền rất nhiều. Nhưng không biết làm sao tự nhiên người ta về chỉ cho mấy chú, bữa nay mấy chú đúc tượng Phật quá chừng luôn. Ở tại Pháp hội á, đúc tặng á. Chúng tôi lên kêu, ồ sao mấy chú thông minh dữ vậy ta? Tự đúc ngang, đúc đúc buổi sáng thôi, chiều để tu. Lạ, rất lạ. Đúc sẵn ra để tặng mà tượng Phật của cái pháp hội mình lạ lắm. Nếu mà đúc ra bán thì nó ế, mà cho sao nó mau ghê nha. Đó. Nãy giờ mà chúng tôi mục đích tổ chức pháp hội rồi kêu quý vị đến đây là bán vé này vé nọ học kinh đó, treo treo chút nữa đi bán, hỏi nhiêu vậy? 20 ngàn. Ít mắc chỗ khác 15 ngàn, thầy bán mắc ghê. Nhưng mà gì cho? Ồ được. Cho nên cho nó lẻ hơn bán thôi, thầy cho nó khỏe cho rồi. Không, cho đó là gì? Là ấn tống. Ấn tống gọi là cho, danh từ bình dân học dụ gọi là cho, mà danh từ ấn tống tức là mình tặng miễn phí. 10 công đức ấn tống kinh tượng Phật, chứ không có 10 công đức bán kinh. Không có 10 công đức bán kinh tượng Phật. Tuy nhiên có một số các chùa, các tỉnh xá làm những phòng phát hành để Phật tử đến để mà mua những kinh sách, rồi có cái quỹ dư cái đồng tiền để mà lo cho đại chúng, lo ở trong chùa chiền. Chúng tôi không chê bai chỉ trích, cái này chúng tôi nói chân thành. Bởi vì cái duyên các thầy đó chỉ làm được như vậy thì mình cũng tùy hỷ, chứ không phải là chúng tôi kêu các vị đó làm chuyện đó là chuyện tà, chúng tôi không có chê nha. Mà chúng tôi nói rõ ràng là 10 công đức ấn tống kinh. Nếu tin vào 10 công đức ấn tống kinh này thì công đức đó dư nuôi đại chúng. Bản thân chúng tôi nhờ những công đức này mà bữa nay dư nuôi đại chúng. Mà cái phòng nhỏ thôi quý vị, rất đơn giản. Mà lạ nha, mình làm những chuyện tốt, hình như có những người tốt, người ta in sách, in kinh, người ta mang lên, người ta để đầy hết cái phòng tặng băng sách miễn phí, tặng cho người ta để đầy hết trơn. Phật tử về lúc nào cũng đầy đủ kinh sách, khi về không gặp được chúng tôi là phải có một chiếc đĩa mang về. Nãy có một cô bé, cô nói con mới gặp thầy lại đây một tuần, con có một lần 5 cái đĩa luôn. Đĩa thầy phóng sanh ở bến Bạch Đằng nè, đĩa Vía Quan Âm nè, đĩa mà thầy qua Campuchia, Vương quốc Campuchia thầy giảng nè. Trời, con coi mấy cái đĩa mà con say mê luôn đó thầy. Trời, trong lòng nó vui còn hơn người ta cho mình 1000 đô. 1000 đô là cái gì? 1000 đô là cái gì? Là tờ giấy mình quy định cho nó đó là tiền. Đó cũng là một cái chấp, để mình đổi ra những cái món khác mình xài. Nhưng cái món đó đó, nó có đem lại cái sự an lạc cho mình không? Coi chừng, coi chừng nó là một loại con dao hai lưỡi. Nó đổi qua xì ke ma tí, rồi nó đổi qua bên cờ bạc. Ai vậy? Quý vị biết ông Tư ở Dù Chim không? Không rành tiếng Anh đó. Nghe nói Dù Chim, Dù Chim gì không biết nữa. Ông đó là ông Trí Quang, hồi nãy ra ngồi ngoài kia. Ông nói, thưa thầy, thầy biết không, lúc trước á, con là dân anh chị ở dưới đó, nghe nói ông Tư ở Dù Chim là ai cũng biết á thầy à. Con là chuyên môn là cái gì thầy biết không? Casino. Về không kịp ăn trưa, lao bình vô quánh. Uống rượu mà phải uống rượu, lòng dân bộm rượu. Khi con gặp với chú Bảo, gia đình của Như Thủy, Như Phước, Như Thảo đến thành tâm niệm Phật mà
mẹ vợ con lúc trước cái mặt trời ơi khi chết nó xấu trợn mắt hả họng nhìn ghê, con còn bỏ con chạy ra con không dám đứng. Vậy mà chú bảo ông cứ lấy cái hình Phật ông kêu cụ ơi niệm Phật theo Phật ngang tròn nhắc nhở. Ông nói mà con kêu sao mà cái người này có người gì mà lạ kỳ vậy nè. Mẹ mình mà mình còn sợ mà người ta không phải mẹ người ta mà người ta tới người ta hộ niệm như vậy. Bồi 4 tiếng sau thổi tướng đẹp thiệt là đẹp, miệng khép mắt nhắm lại. Trời ơi con mừng quá trời, con kêu chú này ông mang Phật pháp đến cho tôi rồi. Chú này ông mang Phật pháp đến cho tôi rồi. Bỏ luôn rượu luôn, bỏ luôn cờ bạc luôn, ăn chay trường. Vỗ tay về bắt chước nữa ngàn, chứ không phải vỗ tay không đâu à. Bắt chước, bắt chước. Sao người ta làm được mình làm không được? Mình phải suy nghĩ lại. Bởi vì mình chưa tin Phật, mình còn sợ. Sợ ăn chay nó gầy, nó thiếu canxi, phải mua xương hầm. Rồi sợ ăn chay nó thiếu máu lên trên não, sợ tùm lum tùm la hết trơn. Chứ không sợ rằng chính ăn thịt chúng sanh là mất đi cái quỷ của thọ mạng. Mà cái quỷ thọ mạng thay vì 80 tuổi mà quý vị ăn thịt chúng sanh nhiều quá, nó lui từ từ còn 20 tuổi à. Tạo nghiệp sát sanh là trực tiếp giết và gián tiếp giết á. Đây là yếu tố, lắng nghe cho kỹ chỗ này quan trọng, yếu tố để nó làm mất đi cái quỹ của thọ mạng. Quý vị nghe cái quỹ trong ngân hàng bỏ tiền không? Cái quỹ đó là cái chỗ nó tích lũy lại thọ mạng, là cái quỹ thọ mạng. Muốn cho cái quỹ thọ mạng thời gian kéo dài, đó là phóng sanh. Muốn cho cái quỹ cổ trí tuệ mình nó tăng trưởng là ấn tống kinh sách của Phật thì được trí tuệ sáng suốt. Cái quỷ gì nữa? Cái quỷ trong mạng mình có tài thì phải bố thí tài. Hòa thượng Tịnh Không lúc trước ngài còn trẻ đó, đi học rất là nghèo khổ, tiền không đủ mua sách. Và khi gặp Trương Gia đại sư, gặp ngài giáo sư Phương Đông Mỹ là nghèo quá trời nghèo. Khi Hòa Thượng Tịnh Không gặp ngài Trương Gia đại sư là một vị thầy long tượng bên Mật Tông, ngài mới nói như vậy. Hòa Thượng Tịnh Không mới hỏi: Bạch thầy, có con đường nào mà tiến vào đạo nhanh nhất không? Thì ngài Trương Gia đại sư á, không trả lời nửa tiếng. Hai người cứ ngồi nhìn nhau như vậy hoài nửa tiếng. Sau đó ngài Trương Gia nói một chữ: có. Ngài đợi tiếp 15 phút sau, ngài Trương Gia đại sư mới nói với Hòa Thượng Tịnh Không: chỉ có hai chữ à? Bố thí. Hòa Thượng nói: con làm sao có tiền con bố thí? Con không có tiền, con nghèo lắm. Đời trước con không biết cúng dường bố thí, sao đời này con sanh vô gia đình cũng nghèo, mà gặp ông cha là ông thích đi săn bắn, cái đi theo ông cha săn bắn, cho nên thành ra con thấy cái quả báo ông cha, cứ thấy núi chạy lên núi, thấy nước chạy xuống nước, ông điên loạn, ông chết. Con sợ quá, con không dám đi săn bắn nữa. Trong này có ai săn bắn không? Con bỏ nghề săn bắn đó từ cái chuyện mà con thấy cha con điên loạn chết. Nhưng con nghèo không có tiền. Thì ngài Trương Gia nó hỏi: có một đồng không? Một đồng chúng tôi nghĩ chắc một sen. Hòa Thượng nói: một đồng thì có. Thì Trương Gia đại sư nói: ông từ một đồng mà làm. Thì lúc đó Hòa Thượng nghe theo ngài Trương Gia, nếu in kinh ngài cũng gửi vào vài đồng, nếu phóng sanh ngài cũng gửi vào vài đồng. Nhất là phóng sanh, lúc đó Hòa Thượng tin cái phóng sanh. Bởi vì người ta chấm tử vi Hòa Thượng chỉ có 45 tuổi là chết, thọ mạng Hòa Thượng với nhiêu đó thôi. Cho nên Hòa Thượng cật lực phóng sanh. Thì từ 45 tuổi bị một cơn bệnh rất nặng, Hòa Thượng vào niệm Phật một tháng qua luôn, tức là hết bệnh luôn. Mãi đến bây giờ là 88 tuổi. Mà cái sức sống cổ máu á, mà các ông bác sĩ người Ấn Độ bên Úc á, rút máu ra để mà coi cái sức sống cổ máu Hòa Thượng á, là chỉ còn có 35 tuổi. Tức là nó lùi về lại, nó trẻ hóa lại. Còn máu của mình nó bị lão quá, do uống rượu, uống bia, hút thuốc, ăn mặn, đó là nó làm máu lão quá. Mà cái sức sống của máu lão quá thì quý vị chết sớm thôi, ung thư máu quá. Chúng tôi thấy cũng có một cái na ná như Hòa Thượng, đó là thọ mạng chúng tôi chỉ có bao nhiêu, không quá 30 tuổi. Ông Thình đó, ông coi tử vi, ông nói với ba chúng tôi: để tôi sống thử coi, lúc đó ông 75 tuổi rồi, coi thử thằng nhỏ này nó sống qua 30 tuổi không. Khi chúng tôi nghe như vậy là 12 tuổi là chúng tôi lo đi tu liền.
Bây giờ mình nghĩ 12 tuổi còn đâu bao nhiêu năm nữa đâu là mình đai đâu. Thôi là đi tu, nghe ông nói ớn quá. Mà ông này ông chấp tử vi là chúng á, tử vi là nó nói được cái thọ mạng của mình đâu quý vị à. Nhưng mà không phải nó nói như vậy là đúng như vậy. Nó nói đúng nhưng mà không phải là cố định như vậy, nhưng bất định có thể chuyển được. Công đức phóng sanh chuyển được cái gì? Cái nghiệp thọ mạng ngắn là nó kéo dài thọ mạng ra. Thì lúc đó chúng tôi phóng sanh. Nhớ cái lúc mà chúng tôi ở tỉnh Sáng Ngọc Quang là chúng tôi thích nhất là thắp đèn cho Phật. Sáng nào cũng thắp đèn cho Phật, dầu quá, dầu đèn, dầu hộp dịch đó mà. Rồi phóng sanh, lo công việc Phật sự đồ này nọ và niệm Phật, sợ chết lắm, lúc đó còn nhỏ sợ chết dữ lắm. Là cứ lo niệm Phật dữ lắm. Thì bây giờ đến bao nhiêu? 43 tuổi 6 tháng 12 ngày mà chưa chết nè. Nếu mà cái đà này, cứ tiếp tục phóng sanh nữa thì chắc cũng gần 200 quá. Ai sống 600, Long Thọ Bồ Tát. Long Thọ Bồ Tát ở Nam Ấn nha, là con người mình á, chứ không phải là Bồ Tát ở trên trời rơi xuống đâu. Là Long Thọ Bồ Tát sống 600 tuổi. Mà khi đó lúc sanh ra đó, người ta chấm tử vi á, nói ông này chỉ sống có 7 tuổi là chết. Mẹ lo quá. Gặp vị đó, vị kêu thôi giờ phóng sanh cúng chay tăng đi, sống 7 tuổi. 7 tuổi rồi bây giờ cũng lo quá, chết làm sao? Mang lên trường đại học Nalanda. Rồi vị thầy đó nói bà và đứa bé này phải niệm A Di Đà Phật. Cái thời đó, cái thời mà sau khi Đức Phật nhập Niết Bàn 600 năm là cái thời đó, cách đây hơn 1.000 năm á, mà người ta, cái vị thầy ở trong trường đại học Nalanda đã chỉ cho Ngài Long Thọ là niệm Phật. Dễ sợ chưa? Đừng có nói Pháp Môn Tịnh Độ là mới truyền qua bên Trung Quốc ngàn. Đừng có nói kiểu đó nghe. Mấy ông thầy bên Trung Quốc bày đặt ra chứ làm gì Pháp Môn Tịnh Độ có. Làm gì Pháp Môn Tịnh Độ có, làm gì có Tây Phương Cực Lạc. Mấy ông thầy ngoại đạo ông bịa ra. Có mấy thầy nói vậy nghe. Ghê thiệt nghe. Không tin lời Kinh Phật dạy. Kinh Vô Lượng Thọ nói có cảnh giới cực lạc, có Đức Phật A Di Đà phát 48 lời nguyện. Vậy mà không tin. Vậy mà có vị giảng sư nổi tiếng, không dám nói tên ông Quýnh Phù Mỏ. Nói cực lạc làm gì mà có, Tây Phương làm gì có, Đức Phật A Di Đà làm gì mà có. Đức Phật A Di Đà đó là tự tánh Di Đà, Tây Phương Cực Lạc đó là Di Tâm Tịnh Độ. Trời ơi, chỉ nói lý thôi, bác sự. Tôi nói mấy người này là phải nói là đọa địa ngục như tên bắn. Vì sao vậy? Vì giảng trạch lời của Phật nó không có lọt được hết sự lý viên dung, tánh tướng dung nhất. Mà đi nói cho mọi người biết như vậy thì coi chừng mang quả báo. Mang quả báo chết. Cho nên chúng tôi muốn nói cho quý vị biết rằng là cái pháp môn Tịnh Độ này là pháp môn khó tin. Nhưng không tin đừng hỷ bán, đừng cho là không có. Nếu cho là không có thì bác lời của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nói. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nói kinh A Di Đà là cách đây 10 muôn ức cõi có Đức Phật hiệu là A Di Đà đã thành Phật 10 kiếp, hiện đang thuyết pháp. Đúng không? Đúng không? Đúng, rõ ràng nói như vậy mà lại bác đi. Nếu không Đức Phật A Di Đà thì ai nói 48 lời nguyện? Ma làm sao nói 48 lời nguyện này? Làm sao ma thấy được cảnh giới cực lạc mà nói được 48 lời nguyện này? Cho hôm nay chúng tôi nói cho quý vị rành rẽ, rành mạch để quý vị tin pháp môn Tịnh Độ. Hồi sáng có cô nó nói, trời ơi, có ông thầy qua bên Seattle á thầy, ông nói không có pháp môn Tịnh Độ làm mấy bà già lung lay hết trơn thầy. Thầy kêu đáng. Mấy bà già đó chắc không có theo một những vị thầy chuyên tu Tịnh Độ đi nghe tập nham. Chúng tôi nói hơi thẳng chút á. Nói thẳng đó từ đâu? Từ lời của Ngài Lý Bỉnh Nam. Lý Bỉnh Nam gặp Hòa Thượng Tịnh Không nói, ông muốn học tôi thì những gì ông học của Ngài Trương Gia và những gì ông học của giáo sư Phương Đông Mỹ và tất cả những gì kiến thức của ông học lúc trước tôi không thừa nhận. Thứ hai, những sách kinh gì tôi đưa ông mới được học, ông không được học những sách ngoài luồng. Thứ ba, ông thúc mắc gì ông hỏi tôi, không được hỏi ai. Nếu ba điều kiện ông chấp nhận thì ông ở đây, ở lại Đại Trung. Còn ông không chấp nhận thì ông đi tìm vị cao minh khác. Hòa Thượng Tịnh Không nói, con bằng lòng. Ngài Lý Bỉnh Nam nói, tôi cho ông 5 năm, tôi sẽ giới thiệu ông một vị thầy khác. 5 năm sau, Ngài Lý Bỉnh Nam là đệ tử duy nhất của Ngài Ấn Quang nha. Lấy cuốn Ấn Quang Đại Sư Gia Ngôn Lục, nói tôi giới thiệu ông một thầy này. Hòa Thượng Tịnh Không trong 5 năm đợi tưởng giới thiệu một vị thầy nào khác còn sống chứ. Cuối cùng giới thiệu Ấn Quang Đại Sư. Ấn Quang là thầy tôi đã mất rồi, hôm nay tôi muốn giới thiệu cho ông vị thầy này. Ông theo những lời dạy trong sách mà Ngài để lại. Đây là những sở chứng của Ngài. Thì Hòa Thượng Tịnh Không nói, 5 năm chưa đủ, con xin theo thầy học 5 năm nữa là 10 năm. Trung thành sống chết một thầy,
và đi một đường hướng. Và Thượng Tịnh Không phải 10 năm ở Đài Trung với Ngài Lý Bỉnh Nam. Và khi ra bên Đài Loan không dung chứa, chỉ có đi cúng ứng phó đạo tràng thì được. Chứ mà ở chùa mà giảng kinh thuyết pháp á ngang, thì sao? Thì người ta không chịu, các thầy đó không chịu. Ăn một buổi cơm, Hòa Thượng kể trong đĩa nói, ăn một buổi cơm thì được, chứ mà ở qua đêm là phải đi cúng. Mà Hòa Thượng thì thích giảng kinh thuyết pháp, cho nên phải ở trong nhà bà Hàng Quán Trưởng là một vị cư sĩ 17 năm. Dễ sợ chưa? Trời, cái tiểu sử của Hòa Thượng mà Ngài kể, chúng tôi rơi nước mắt cả một đoạn đường gian trung. Chứ không phải đơn giản. 17 năm mới có được một cái đạo tràng ở bên Đài Loan, một nhỏ. Thôi bây giờ là khắp nơi trên thế giới, quý vị hồi nãy coi cái đĩa đó, mỗi lần Ngài tổ chức là mười mấy hai chục ngàn người không, mà xin mười mấy hai chục ngàn người, chỉ có một người, vài người đại thí chủ á cũng vừa nha, có vài người không có nhiều, mười mấy ngàn người lên vậy mà có vài người thôi. Mà lúc trước là gì? Không có tiền để đi thọ giới luôn. Nghèo đến nỗi mà không có tiền để thọ giới. Người ta mới hỏi, Hòa Thượng á, sao mà ông đi tu lâu mà ông chưa thọ giới? Người ta mới có 3-4 năm thọ giới, ông 7-8 năm chưa có thọ giới. Ngài kêu, tôi không có tiền đi thọ giới. Phải sắm y áo, phải đến đó để đóng tiền này tiền nọ, tôi không có. Một vị thầy khác cho Ngài tiền đi thọ giới. Nhưng hôm nay nhờ cái công đức ấn tống kinh, nhờ công đức phóng sanh, nhờ công đức giảng kinh thuyết pháp, mà Hòa Thượng cần một số tiền mà 10 triệu đô la Mỹ, vẫn có được 10 triệu đô la Mỹ để ấn tống sách Tứ Khổ Tòng Thư, chưa nói là những kinh khác nữa. Tiền bạc đó từ đâu? Từ công đức giảng kinh thuyết pháp, từ công đức mà bố thí một đồng in kinh phóng sanh. Vì sao hôm nay chúng tôi nói điều này? Vì hôm nay chúng tôi giới thiệu quý vị là 10 công đức ấn tống kinh tượng Phật. Chúng tôi làm, chúng tôi thấy hữu ích. Tiền bạc mà chúng tôi ấn tống kinh chúng tôi không tiếc. Chuẩn bị vía Quan Âm 19 tháng 2 về đó, 60.000 đĩa đã in sẵn, 7-8.000 đô đưa xuống nhà Bách Việt, nhà in Bách Việt nó dập sẵn, để Phật tử bữa đó vào ngay cổng ngõ đó, các chú trân trọng cung kính gửi cho họ. Xe 50 chỗ thì sợ ra gửi 50 đĩa, xe 20 chỗ gửi 20 đĩa tặng cho họ. Cung kính mà tặng, gọi là cúng dường pháp bảo thanh tịnh. Mà không biết bao nhiêu kỳ lễ, 7-8 kỳ lễ như vậy. Nói ở đây không phải chúng tôi khoe khoang, mà chúng tôi muốn nói với vị là chúng tôi đang tích lũy trên cái chiều hướng này. Chúng tôi đang tích lũy trên cái chiều hướng này để gì? Để tích lũy cái thiện căn và phúc đức. Đó là phúc đức đó. Rồi hàng ngày nghe pháp tụng kinh để thiện căn mình nó tăng trưởng thêm lên. Rồi mình có bao nhiêu điều kiện của mình để mình làm cái lợi tha đó, gọi là tăng trưởng phúc đức. Mà bất thiểu thiện căn phước đức nhân duyên đắc sanh bỉ quốc, không thể dùng một chút xíu thiện căn phước đức nhân duyên mà sanh về nước kia. Vì giảng sanh không được là do không đủ thiện căn phước đức. Chỗ này là cái chỗ mấu chốt quan trọng. Giờ đây chúng tôi đọc cho quý vị nghe 10 công đức ấn tống kinh tượng Phật. 10 công đức ấn tống kinh tượng Phật. Công đức thứ nhất, những tội lỗi đã tạo từ trước, nhẹ thì được tiêu trừ, nặng thì chuyển thành nhẹ. Những tội lỗi của mình, ví dụ mình sát sanh, trộm cắp, làm những cái việc của đời trước á, tạo tội á, ví dụ là thọ mạng mình ngắn đi, do mình sát sanh của đời trước, thì mình nhờ công đức của in kinh á, thì cái nặng nó thành nhẹ, nhẹ nó biến mất. Công đức anh kinh ấn tống thứ hai, thường được các thiện thần ủng hộ, tránh được tất cả tai ương hoạn nạn, ôn dịch, nước lửa, trộm cắp, đao binh, ngục tù. Công đức anh kinh thứ ba là vĩnh viễn tránh khỏi những quả báo phiền khổ, oán cù, oan trái của đời trước cũng như đời này. Công đức thứ tư là các vị hộ pháp thiện thần thường gia hộ, nên những loài dạ sa, ác quỷ, rắn độc, hùm beo tránh xa, không dám hãm hại. Công đức thứ năm là tâm được an vui, ngày không gặp việc nguy khốn, đêm ngủ không thấy ác mộng, diện mạo hiền sáng. Hiền mà sáng nữa chứ. Hiền sáng. Mạnh khỏe an lành, việc làm thuận lợi, được kết quả tốt. Công đức in kinh thứ sáu, chí thành hộ pháp, tâm không cầu lợi, tự nhiên y phục đầy đủ, gia đình hòa thuận, phước lộc đời đời. Công đức thứ bảy, lời nói việc làm trời người hoan hỷ, đến đâu cũng được mọi người cung kính quý mến ngợi khen. Công đức thứ tám, ngu chuyển thành trí,
bệnh lành mạnh khỏe, khốn nghèo chuyển thành thịnh đạt, nhàm chán nữ thân, mệnh chung liền được nam thân. Công đức thứ 9 là vĩnh viễn xa lìa đường ác, sanh vào cõi thiện, tướng mạo đoan nghiêm, tâm trí siêu việt, phước lộc tròn đầy. Công đức in kinh thứ 10, hay vì tất cả chúng sanh trồng các căn lành, lấy tâm cầu của chúng sanh làm ruộng phước điền cho mình. Nhờ công đức ấy đạt được vô lượng phước quả thù thắng, sanh ra đời nào cũng được thấy Phật, nghe Pháp, phước huệ tròn lớn, chứng đạt lục thông sớm thành Phật quả. Chỉ có một cuốn kinh mình in cho người ta tụng mà được công đức như vậy. Chúng tôi kể quý vị nghe một cái chuyện mà hôm nay cũng có một anh Phật tử ngồi trong này. Đây là chuyện đáng buồn một chút mà không dám nói chùa nào, thầy nào. Không phải nói chuyện xấu trong chùa. Cái chú này ông in 5.000 cuốn kinh mang lên cho Pháp hội, chúng tôi là 3.000. Rồi ông đem đi cho khắp mọi nơi, ông thiếu mấy cuốn kinh, kinh Vô Lượng Thọ, ông chạy lên chùa, ông mua lại. Thì một cuốn kinh ở Việt Nam in 15.000 là chỉ có 70 cent. Thầy đó bán 25 đô. Mà thầy kêu là đây là hàng nằm. Hàng nằm là gì biết không? Hàng nằm là kinh nó tồn động lâu quá rồi, nó bán vậy đó, hàng nằm. Kinh mà nói hàng nằm. Chết thiệt. Chúng tôi nghe chúng tôi đau lòng, ứa nước mắt chịu không nổi. Mà một Phật tử đi mua kinh cho người khác đọc, ông kể chúng tôi. Mà khi chúng tôi chỉ nghe qua chứ giờ cũng không nhớ tên thầy nào, chùa nào đâu. Không sự thật. Thì như vậy chúng tôi muốn nói cho quý vị biết rằng là không phải ai cũng tin cái chuyện công đức in kinh này nha. Sau đó rồi chú in xong rồi, chú để lại 1.000 cuốn, chú mang lên chùa Địa Tạng. Hình như người ta cũng không có ai giới thiệu cho nên không biết cuốn kinh là kinh gì, cái tác dụng nó ra răng đây, ra sao đây, cũng không biết nữa. Và cuối cùng thì sao? Cuối cùng chú định đăng lên báo để cho. Sau đó rồi chúng tôi qua bên Seattle tổ chức, chú kêu trời ơi, kinh con có sẵn rồi, bây giờ gặp thầy, thầy giới thiệu để tặng cho người ta luôn. Bây giờ tặng bằng cách nào thầy? Kêu mang ra đi, tụng xong rồi treo tại đó đó, chiều thầy giới thiệu cái người ta lấy hết. Chú chậm mừng quá, nhảy tưng tưng, mừng quá rồi. Rồi, cái gì quý vị biết không? Tụng kinh xong cho hết, ông kêu đúng kinh có hộ pháp gia trì, đủ duyên là sẽ đi đến tay người đó. Ba cái tượng Phật này quý vị biết không? Khi gia đình của họ tưởng tổ chức bên cái phòng nhỏ, mua ba cái tượng nó nhỏ quá, có 1m2 nhỏ quá. Chúng tôi gọi một tiếng, ông lấy xe, ông chở từ trên đó xuống đây, thiết đặt hết. Quên cái bông sen, ông chuyển gấp cái bông sen đi đường nhanh xuống cho chúng tôi tổ chức. Ngày đêm xuống tới đây là 11 giờ rưỡi, xong về tới nhà 3 giờ rưỡi sáng. Chúng tôi đáng tăng dương. Làm chúng tôi cảm động chịu không nổi. Những người này có cái tâm làm chúng tôi nó cảm động chịu không nổi. Sao mà họ có cái tâm mà kính tinh tâm bảo thế không biết. Tượng của mình mang đi, có nhiều người nói mang đi nó bể nó hư rồi sao? Mang đi rồi mình làm gì, mình có tượng ở nhà mình tụng. Ông nói làm sao? Mang xuống cho người ta lạy Phật của mình có công đức. Mang xuống tới nơi là 11 rưỡi, chúng tôi định lên ngủ mà chúng tôi xuống đón. Đón vui vẻ chạy về. Bây giờ chiều nay xong cái là trở về nhà lại. Thôi để thầy kêu gia đình của cô Như Phước trở về cho. Kêu thôi để con làm cho nó trọn vẹn luôn thầy. Cho họ mượn mà mình bắt họ chở tội nghiệp họ thầy. Làm chúng tôi cảm động. Không biết sao chúng tôi qua Mỹ làm nhiều cái bất ngờ quá. Bất ngờ dễ sợ. Cho nên người ở hải ngoại không phải là người xấu đâu, tốt lắm, very good lắm á. Nhưng mà điều mình chưa khai thác được họ thôi. Mình chưa khai thác được họ. Thực sự mà nói làm chúng tôi cảm động chịu không nổi. Chúng tôi vừa vô nhìn cái khung cảnh ở đây, chưa có một cái bàn gì ở đây hết. Thì trong đầu chúng tôi tưởng tượng ra là ba cái tượng này sẽ không có làm cho cái pháp hội này nó sẽ cao lớn, nó sẽ trang nghiêm, nhỏ quá rồi. Vừa nói vậy trong đầu vừa nghĩ một cái là ông kêu ok, chiều con chở xuống liền. Là mình đã hồi hộp rồi, không biết ông nói thiệt hay nói giỡn, ông chở xuống thiệt. Rồi khi xong rồi mình kêu thôi để mình chở trả cho, ông kêu thôi khỏi, để ông xuống ông tham dự 2 ngày rồi ông chở về luôn.
Hai vợ chồng còn trẻ à? Nhưng mà xin thưa, nhà cũng nghèo ngang chứ không có giàu. Không có giàu, không phải kỹ sư gì đâu. Ông chỉ đi làm mướn cho người ta, đi làm máy lạnh, máy đồ à. Mà khi lên pháp hội đó, ông bỏ công ra, ông đóng 2 ngày 2 đêm, ông mua súng, mua máy. Về ông bắn xong, ông cũng bỏ đó cho ông đâu có trả lại cho người ta. Chú nhận tệ là quay phim ấy nè. Nói về ông, mình Mỹ này nó dễ. Ông làm xong rồi mình nói cái đồ này mình không thích, mình trả, mình lấy tiền. Không làm được, làm vậy mang tội chết á. Trả được mà, hả mà. Sai vai, bên Mỹ ngon lắm, ngàn sàn tháng trả được. Bạn kia không, trả làm chi. Nếu mà mình xài không được mình mới trả, chứ mình xài rồi mình trả, mình làm vậy nó dối. Người không có thật, người không có thật. Thì cái không thật đó nó phá cái công đức. Chỗ này chỗ quan trọng. Cho nên hôm nay chúng tôi đi qua đây là mang cái tấm lòng chân thật. Vì tấm lòng chân thật cho nên cảm những người chân thật ngoài đây. Vì sao mình niệm Phật mà không có công đức? Vì sao mình niệm Phật mà thân tướng mình không có rạng rỡ mà thay đổi? Vì cái không chân thật này nó phá cái công đức niệm Phật. Vừa làm tích lũy cũng có mà phá đi cũng có, thì làm sao mà được? Cũng như giả tràng xe cát biển đông, vô tình lượng sóng cướp công nhọc nhằn. Con giả tràng nó chạy ra bên ngoài cái bờ biển, nó xe đừng đóng cát, cái nước biển vô cái là nó tan đi. Đó là giả tràng. Không biết tích lũy, làm cái việc không biết tích lũy. Hình như Thấm Thấm, thấy mắt chớp chớp là thấy Thấm Thấm hả nha. Và cái cô cũng ngồi ở dưới, chúng tôi thấy mặt của cô đang ngồi ghế thứ hai. Cô nói trời ơi lạ kỳ, 3 năm trước cũng nhìn thầy đen thui xấu, đuôi xấu đất. Mà sao nãy giờ con nhìn thầy con thấy thầy trẻ hơn 10 tuổi. Cái bà nịnh hoài. Mấy cái không phải nịnh, con nói thiệt. Không phải chúng tôi nghe cái lời đó mà chúng tôi gọi rằng là tự mãn. Mà chúng tôi nghe cái lời đó, chúng tôi càng tin vào pháp môn niệm Phật. Vì mình niệm Phật thì giống Phật. Niệm ma thì giống ma, mà niệm quỷ thì giống quỷ. Ma là gì, quỷ là gì? Là tâm tham sân si là ma quỷ đấy. Còn tâm chân thật đó là tâm của Phật. Thì thân tướng mình thay đổi, công đức sẽ vượt trội. Công đức vượt trội. Giờ chúng tôi nói cái công đức đầu tiên nha. Những tội lỗi đã tạo từ trước, nặng thì nhìn thành nhẹ, nhẹ thì biến mất. Có 2 vợ chồng ở Đức Trọng nghèo bán giấy số. Biết bán giấy số ở Việt Nam là thê lương lắm mới bán giấy số nha. Bán giấy số nghĩa là mình lấy vé số của cái đại lý đó, xong rồi đầu mình đi bán. Thì có bữa lời được 50.000 Việt Nam, không bao nhiêu tiền. Có bữa 20, có bữa không ai mua. Nhưng mà sao? Một tuần cúng dường một cuốn kinh. Cuốn kinh là 15.000. Một tuần cúng dường có cuốn kinh thôi. Mà chủ nhật nào cũng lên. Ông kêu lên chùa của thầy nó lợi. Hỏi lợi làm sao? Bữa trưa không nấu cơm. Thứ hai là chỉ góp vô chỉ có 50.000 mà được 20 triệu phóng sanh, là được 1.000 đô. Góp chỉ có 1-2 đô thôi mà được bao nhiêu đó. Cộng nghiệp thiện với nhau. Bởi vì phóng sanh chúng tôi không có bắt buộc người ta, không có kêu gọi, tự cứ bỏ ra làm. Mà chùa cứ bỏ 20 triệu là 1.000 đô một tuần. Cái lợi thứ ba là khi con bắt đầu lên chùa thầy, nó phóng sanh, nó tụng kinh, nó không khóc đêm, nó ngoan, biết nghe lời. Mà thầy biết đi 3 tháng bắt đầu nó mới thay đổi cái chuyện này. Con thấy cái lợi, nhiều cái lợi lắm thầy ơi. Một tuần cầm 15.000 đưa cúng kinh chúng. Mà ông còn nói tiền bán giấy số nghe thầy. Ông còn nhắc là tiền bán giấy số nghe thầy. Thì chúng tôi cầm mà cung kính, để lên trán là cung kính dữ lắm á. Quý vị thấy khi quý vị cúng dường chúng tôi, chúng tôi để lên trán là cung kính dữ lắm á. Thì sao? Từ ở Đức Trọng đi lên, gặp một chiếc xe từ ở Đà Lạt chạy xuống. 2 chiếc xe đó nó dành với nhau, chiếc xe 16 chỗ nó dành khách á. Thường xe Sơn Tùng với xe Thi Thảo là nó dành khách với nhau, nó chạy để nó chạy qua mặt để bắt khách. Nó chạy re tới trước ngay cái chỗ cổng xí nghiệp xứ á. Ông kêu em niệm Phật. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Xe gần tới ông Phật, 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 Phật. Tức là rung quá niệm hết nổi rồi.
Phật, 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 Phật. Nó quất cái rầm vô một cái, ổng như hát xiệt á, cái xe thì nó chui xuống gầm, còn ổng không biết ai bưng lọt vô trong kiếng ngồi, không sao. Hai vợ chồng với đứa con lọt vô kiếng ngồi không sao. Ô, phủi 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 đứng dậy, xe nát hết trơn, đi lên nói thầy, con bị mới tông xe mà không chết. Hỏi xe ông đâu rồi, nó kêu nát hết rồi. Vì sao vậy? Công đức in kinh bảo bọc, vì lên chùa là in kinh để phóng sanh để tu tập mà, thì công đức này bảo bọc. Còn quý vị có tiền bạc nó tông lòi não rồi mới vô bác sĩ chữa, đúng không? Đúng không? Cái phước báo, cái công đức đó nó bảo bọc tức thời, nhưng mà không ai tin để làm. Nó bảo bọc tức thời, xe cộ để đó, đến giờ phóng sanh rồi, đến giờ thầy giảng rồi, chạy lên tính sau. Ông tài xế bắt đầu mang vô, bắt đầu sửa, sau đó sửa, bỏ đó. Chứ không phải tiếc chiếc xe đứng đó khóc hu hu nha, không có. Mà không giàu nha, xin thưa là không giàu à. Những người này, cái tấm lòng họ chân thật, họ cảm đến chúng tôi. Cho nên hôm nay chúng tôi lên, chúng tôi nhớ, chúng tôi nhắc. Nhắc những con người này để cho bạn sen làm một cái gì? Là một cái nhịp cầu giao cảm. Là một nhiều giao cảm để nó đột phá tâm linh của mình. Tâm linh gì? Tâm linh ích kỷ, tâm linh hẹp hòi. Và cái tâm linh gì? Nhỏ mọn. Cái tâm linh mà mình phải bị gánh mang những cái nghiệp quả xấu. Thực sự nếu chúng tôi không có nhân duyên, một cái phước báu để thành lập cái pháp hội này, quý sư cô, quý thầy hoặc giả quý Phật tử không về đây ủng hộ và không về đây để hưởng ứng, coi như cái pháp hội này nói chuyện với ma. Nói chuyện với ma là nói chuyện với người vô hình không à. Mà mình hữu hình mà nói chuyện với vô hình, không có ai, nó không áp phê. Nó khổ thế đó. Nhờ công đức in kinh mà đáng lẽ xe tông lòi não chết, mà lọt vô kiến đi lên nặng thành nhẹ. Nhẹ không sao luôn. Chúng tôi cảm nhận được trong đạo tràng có một cái không khí đang chìm lắng trong một cái công đức in kinh thứ nhất này. Phải tin tưởng. Đây là lời trong kinh Đại Tập nghe, trong chúng tôi nói lang bang, chứ không có nói kiểu mà tự chế đề tài rồi dụ dẫn quý Phật tử, không có căn cứ, không có. Chúng tôi lấy những cái mẫu chuyện thực tế mà bằng cảm xúc chúng tôi gặp ở Việt Nam mà chúng y cứ trong kinh chúng tôi giảng. Cái chuyện này là khó chứ không phải dễ dàng nha. Không phải soạn trước à. Chỉ có cái tờ giấy 10 công đức in kinh thôi chứ không có soạn trước à. Nếu mà soạn là hôm qua giảng buổi, bữa nay giảng buổi là soạn không nổi đâu. Mà chỉ có thành tâm niệm Phật, rồi cứ ấn tấm kinh đi, rồi từ từ khi mình lên giảng tự nhiên xuất thần. Xuất thần. Xuất thần đó từ đâu? Từ cái công đức mà mình đã làm trong quá khứ. Chứ không phải muốn lên giảng là lên để giảng đâu à. Người ta không nghe, người ta bỏ về. Việt Nam mà ở bên ngoại quốc là họ tự nhiên lắm à. Mà họ không thích là họ đi à. Không có làm gì được nhau hết á. Nhưng mà hồi nãy giờ hình như khoái khoái mới ngồi đây á nha. Thấy cười cười là thấy khoái khoái rồi nha. Nếu mà công đức này có thời gian phải giảng 2 tiếng. Nhưng hôm nay chúng tôi muốn giảng lượt qua 10 cái công đức. Hôm trước ở Seattle chúng tôi giảng một lần 2 tiếng rưỡi là 3 cái 10 công đức. 10 công đức niệm Phật lớn tiếng, 10 công đức in kinh và 10 công đức phóng sanh. Nhưng hôm nay chúng tôi muốn cô động lại 10 công đức in kinh. Giảng trong vòng 2 tiếng đồng hồ. Sau rồi chúng tôi mới mời các vị này nói chuyện Phật pháp nhiệm màu. Công đức thứ hai. Công đức thứ hai là thường được các thiện thần ủng hộ, ẩn mình ủng hộ. Các vị thiện thần là những người có cái phước báu cao hơn chúng ta. Họ có cái phước báu cao hơn chúng ta và họ ẩn mình không thấy, ủng hộ. Thì đó, cái người mà bị xe tông đó là không thấy thiện thần. Nhưng gì? Khi niệm A Di Đà Phật thì có 25 vị thiên thần ẩn mình ủng hộ. Thiên là họ là cấp trời rồi, mà họ là có phước báu nhiều hơn mình. Và ẩn mình ủng hộ mình, gặp nạn nặng thành nhẹ, nhẹ biến mất. Chỉ có những người này gia hộ cho mình thì mình mới được an toàn. Còn cái chuyện mà kêu nhà cửa tiền bạc quý vị có nhiều để khi quý vị gặp nạn quý vị đem tiền vô chi phí để mà lo lắng xin thưa, chưa chắc.
Có một người bên đó, ông đó ông giàu kinh khủng Việt Nam mà đã giàu, nó giàu dữ lắm ngang. Ông làm giám đốc cái gì đó, làm về cái hệ thống mà đường xá, đường ray máy bay đồ. Có nghĩa là ông làm đường xá đồ này nọ là nhiều tiền lắm, giàu, ông cất một cái nhà nhiều tiền. Mà con bị ung thư, con bị ung thư. Tiền mang ra ông chữa bệnh đi khắp các nước, qua Singapore đi nước này nước nọ chữa, hình như nghe qua tới Mỹ chữa. Ông bác sĩ bó tay. Về gặp chúng tôi nói làm sao? Thọ mạng đã hết thì bác sĩ cũng bó tay chấm con. Đúng không? Bó tay chấm con. Không à? Thì sao nữa? Chú muốn giải được cái nghiệp người này, chú phải lấy tiền chú phóng sanh. Cái lúc là đi cùng đường bạc lộ rồi nha. Có nghĩa là bác sĩ chê hết toàn nước, thế giới chê rồi, bắt đầu lúc đó mới quay về đi kiếm chùa. Nếu mà làm sớm thì đỡ quá. Nhưng mà có ai giới thiệu đâu, có tin đâu mà làm sớm. Tốn bao nhiêu tiền đi khắp nơi trên thế giới, nếu mà lấy tiền đó làm sớm thì đỡ quá. Bắt đầu lên mới cầu cứu. Chúng tôi nói dùng công đức phóng sanh để kéo dài thọ mạng, dùng công đức in kinh để mà chuyển nghiệp nặng thành nhẹ. Tình cùng đường mạt lộ rồi, phải tin. Từ Cà Mau ra tới Hà Nội, đi chùa nào cũng cúng tượng, sơn tượng. Ông làm hết một thời gian thì cái tình trạng cũng giống như ba chúng tôi mà bệnh suy tỷ từ 73 tuổi đến 82 tuổi á, cũng gì? Chuyển bệnh kéo dài thọ mạng. Nhưng khi bắt đầu chuyển bệnh rồi, có hiệu ứng chuyển bệnh rồi, hết làm. Thường con người chúng ta đi vượt biên mà gặp nạn réo Quan Âm dữ lắm nha. Sống thần rồi tới là thôi, gặp cướp rồi là niệm hồi niệm tối trời tối đất, mà qua khỏi lên bờ là thôi, Quan Âm đường ai nấy đi. Ngoài đời người ta nói gì đó, được cá thì quên lời, lờ cái lờ để bắt cá đó, thôi có cá ăn lụm miệng rồi thôi quên lờ. Rồi thì sao? Nghiệp quả nó tới lại. Cho nên thành ra là khi gặp nạn thì ôm chân Phật, mà hết nạn rồi thì Phật với ta đường ai nấy đi, tình nghĩa đôi ta có thế thôi. Đây là cái chuyện mà Hòa Thượng Tịnh Không nói, cái người ở cõi ta bà này hay quên ơn bội nghĩa lắm. Còn cái người mà ở cảnh giới cực lạc, họ không có quên ơn bội nghĩa. Cái lúc mà mình vãng sanh á, họ theo Phật A Di Đà xuống rước mình, và họ tìm mọi cách để đưa mình về. Cho nên quý vị cố gắng giúp cho người về Tây Phương cực lạc đi, họ không quên ơn mình đâu. Cho nên thành ra chúng tôi nghe lời Hòa Thượng, chúng tôi giúp 800 bà già này, thế nào cũng được 8 bà về. Chúng tôi cho cái 8 bà đi, là 8 bà về làm Phật bên đó đi. Thì cái lúc mà mình lâm chung, 8 bà sướng hỏi, thầy Nhàn, bữa nay thầy mới về hả thầy? Thì kêu, đúng rồi, thầy lo đi giảng nhiều quá. Cho nên thành ra rằng là cái công phu á, nó cũng bị giảm, nhưng mà cái thiện, cái phúc đức nó có, nhưng mà thiện căn thầy cũng giảm, nhưng mà thầy không mất niềm tin với pháp môn tịnh độ, thầy về sau bà. Ai vậy? Ông Vương Nhật Khu. Ông Vương Nhật Khu gặp ngài Sơ Tổ là Hệ Viễn. Sơ Tổ Hệ Viễn lập ra một cái lô sơn mà giúp 123 người vãng sanh hết. Ông này ông xuống ông nói sao quý vị biết không? Cái lúc mà ngài Hệ Viễn vãng sanh á, thì những vị đệ tử hỏi ngài gặp cái cảnh giới Tây Phương Cực Lạc với Đức Phật A Di Đà bao nhiêu lần rồi, thì ngài nói gặp 3 lần rồi, lần này theo về là lần thứ 4. Nhưng mà trong lúc gặp đó ngài không có nói cho ai, cho nên người ta mới nói là Hệ Viễn đã gặp Phật 3 lần, gặp cực lạc Tây Phương 3 lần, không nói với ai. Mà khi về rồi mới bắt đầu đệ tử hỏi ngài mới nói. Thì ông Vua Nhật Khư mới nói, bữa nay ngài mới về à, ngài biết không, tôi ở trên đó một buổi sáng nha, một trong một niệm đi cúng 10 muôn ức cõi, cõi Phật sống chứ không phải Phật xi măng nha, phải Phật xi măng nha, bữa nay ngài mới về à. Dễ sợ. Những câu chuyện này là Hòa Thượng Tịnh Không kể là sự thật. Hôm nay chúng tôi kể cho quý vị nghe. Cho nên nói cái chuyện vãng sanh không có là những người không tin, và những người mà chưa có nhân duyên với pháp môn tịnh độ. Không có là không có đối với họ, nhưng vẫn có đối với những người đã vãng sanh. Vẫn có đối với người vãng sanh, và vẫn có với những người sẽ vãng sanh, là chúng ta hôm nay ngồi trong pháp hội này. Và sẽ có những người, đang có những người đang vãng sanh ở tại tịnh thất Quan Âm, đang chuẩn bị vãng sanh, nằm trong phòng vãng sanh ngáp ngáp là đang chuẩn bị đó. Có với họ đó, họ chịu vô phòng vãng sanh đó.
và có với những người đã vãng sanh. Chính mắt Hòa Thượng thấy Ngài Lý Bỉnh Nam là thầy của mình biết trước 3 tháng ra đi. Chính mắt của mình là thấy bà Hàng Quán Trưởng là người cư sĩ tại gia hộ trì cho mình 17 năm. Vẫy chào tạm biệt thầy tôi về Tây nha. Tây biết Tây gì không? Tây Phương chứ không phải Tây Ninh nha. Vẫy tay chào tạm biệt thầy tôi về Tây. Cho nên Hòa Thượng Tịnh Không tin dữ lắm, tin 100%. Mình chưa thấy, nhưng chúng tôi cũng có cái tin. Đó là những người hộ niệm, lúc họ ra đi thổi tướng đẹp, tinh thần họ hoan hỷ. Thông phụ chúng tôi vừa hồi hướng lần thứ 3 là ông ngất lên 3 cái đi nghe mùi thơm liền. Mà người ra đi mà hả họng, mà trợn mắt á, mà tiếc tiền, tiếc của, tiếc con, tiếc nhà, tiếc cái á ha, tiếc sự nghiệp á ngang, là trợn mắt hả họng để nói mà nói không được. Hả họng để nói mà nói không được, trợn mắt để nhìn mà nhìn không được nữa, thọ mạng hết rồi nhìn gì nữa. Rồi đi đâu? Chính cái hình tướng xấu xí này là quả của ngạ quỷ, thì nó phải đi vào cổ ngạ quỷ. Tuy nhiên, kịp thời chữa cháy, niệm A-di-đà-phật 14 tiếng, thay đổi thân tướng. Lạ lắm ngàn. Hôm nay trân trọng giới thiệu quý vị cái vụ này là không phải là kêu cái chuyện này là chúng tôi nói để mà gọi rằng là dụ dỗ quý vị, mà không có sự thật đâu ngàn. Ở tại xe lầm này đó, ở tại dù chim mà chúng tôi nói với quý vị là ba cổ chú tư đó, ông Trí Quang đó. Hồi nãy ông nói chúng tôi trước đó là cái mặt bà xấu hả họng trợn mắt, con không dám nhìn á, mẹ vợ mà con không dám nhìn á. Mà trời ơi, 14-15 tiếng sau nó mềm mặt mày, nhìn đẹp quá trời đẹp, miệng khép lại. Có nhiều người nói lúc đó không niệm nó cũng khép. Trời dễ gì khép. Nghĩa là không tin niệm Phật rồi mà còn bác cái chuyện mà gọi rằng là niệm Phật để cảm ứng về thổi tướng của người đó. Cái miệng hả thiệt lớn, con mắt trợn nhìn. Thế mà niệm Phật nó bắt đầu khép mắt lại, miệng khép lại, tay chân mềm mại. Đó là thổi tướng đẹp để sanh về cõi lành. Báo hiệu cho quý vị biết là như thế. Cho nên chúng tôi thấy có nhiều người chỉ lo trong hiện tại, mà Ấn Quang Đại Sư nói mình không chuẩn bị cho phút lâm chung. Và khúc lâm chung thọ mạng hết đến với mình một cái là đột ngột, ngỡ ngàng và hốt hoảng. Bởi vì mình không chuẩn bị trước mà. Không chuẩn bị trước. Có bà cụ bà lên chùa chúng tôi, tội nghiệp. Bà xách theo cái giỏ, bà nói thầy, con xin thầy một món đồ, hỏi món gì? Thầy có mền quang minh không? Bà xin mền quang minh. Hỏi bà xin gì vậy? Kêu con lên trên này lỡ mà con về nửa chừng á, con đi mà xe nó tông con chết, con có đền mền quang minh con đắp, con không đắp chiếu. Bà chuẩn bị ghê gớm. Chúng tôi hỏi bà nói thiệt hay nói giỡn? Con nói thiệt. Từ khi cho bà ôm cái kè kè bên cạnh, tối ngủ để bên cạnh nữa chứ. Còn mình sợ phải không? Mình nghe cái gì mình ớn lạnh phải không à? Mà ớn là nó đã đến với mình không? Chừng nào? Coi chừng ngày mai. Đâu biết thọ mạng hết khi nào đâu. Mà trong này có ai nghĩ rằng ngày mai không? Không. Ai nghĩ ngày mai? Ấn Quang Đại Sư nói, ngày nay là ngày cuối. Dán cái chữ tử trên đầu. Và trong liêu ngài chỉ có một cuốn kinh A Di Đà và một tượng Phật A Di Đà. Trong thật mà ngài niệm Phật, ngài nói trong Ấn Quang Đại Sư nói, đi đứng nằm ngồi nói năng động tịnh, mặc áo ăn cơm từ sáng đến tối, từ tối đến sáng, niệm làm sao cho tâm không rời Phật. Muốn tâm không rời Phật thì miệng không rời niệm, và miệng niệm ra tai nghe lọt vào tâm rõ ràng, từng chữ từng câu tách bạch phân minh. Mà niệm làm sao cho toàn tâm là Phật, toàn Phật là tâm, tâm Phật không hai, tâm Phật nhất như tâm không Phật hiện. Đây là cái câu thuộc lòng luôn đó nghe. Niệm chưa đạt như vậy mà kêu trời ơi tôi niệm Phật mà còn vọng tưởng, tôi niệm Phật mà không an lạc. Niệm vậy được chưa? Chưa tin vào danh hiệu Phật, niệm cho tới cùng, niệm cho đạt được như vậy mà kêu là danh hiệu Phật không đạt, không có hữu ích. Do mình sử dụng chưa đúng mức, chứ đâu phải không có hữu ích. Đúng không? Vì cuộc sống do cái thời gian mình chi phối, và cái cuộc sống thời gian cơm áo gạo tiền quá nhiều, chưa có thời gian niệm được nhiều. Thì làm sao nó có kết quả? Quý vị muốn làm để mà xây một căn nhà, quý vị ở ngoài đời cũng phải tích lũy thời gian bao nhiêu năm mới được 1 triệu đô hoặc 500 ngàn đô để quý vị mua cái nhà, quý vị phải lao tâm khổ trí chứ.
Còn cái chuyện mà để lao tâm khỏi trí tích lũy thiện căn phúc đức công đức để gửi về Tây Phương Cực Lạc, quý vị cũng phải làm. Mà làm cái điều Phật dạy nó không phải khổ cực như kiếm tiền bạc ở ngoài đời đâu. Tối về dành một cái thời gian, chúng tôi thấy không phải là khen quá đáng. Mấy chị em của những vị Phật tử mà thành lập pháp hội này làm neo về, neo là móng tay móng chân không? Tối 9 rưỡi 10 giờ về, tắm rửa ăn cơm xong, có những lúc biết bao nhiêu không? 12 giờ 11 rưỡi tu một tiếng đồng hồ, có khi 12 rưỡi 1 giờ họ mới đi ngủ. Họ dành thời gian rồi có được bao nhiêu tiền gom cái gửi về phóng sanh, gửi về in kinh, in tượng Phật tặng, in đĩa tặng. Rồi toàn bộ anh chị em xúm nhau bỏ hết tất cả tiền bạc, trai tăng, trai đồ, lo hết từ A đến Z để quý vị về đây tu. Họ tích lũy cái công đức, họ muốn lấy cái đồng tiền mồ hôi nước mắt của họ để họ gì? Họ biến thành ngân phiếu của công đức. Hôm nay không phải chúng tôi gọi là khen quá lời đâu. Quý vị thấy hoàn cảnh này không à? Toàn bộ là trong gia đình bỏ ra đó, không đi xin một ai, không kêu gọi một ai à? Không có. Tất cả cái tiền hồi nãy ngoài thùng phước xương đó là cúng dường cho thầy Chí Thoát, thầy Giác Nhàn, thầy Linh Nhẫn, quý thầy, không đụng đến một đồng. Và có thì làm, không có thôi không làm. Toàn bộ anh chị em xúm nhau làm một cái pháp hội. Cho nên chúng tôi nói quý vị là không biết sao chúng tôi gặp những gia đình này gọi là ngu tầm ngu mà mã tầm mã. Người quân tử gặp người quân tử, người tiểu nhân gặp người tiểu nhân. Và người có tâm Phật thì người này sẽ gặp Phật, mà tâm ma thì gặp ma, mà tâm quỷ thì gặp quỷ. Mà trong các vị Hán văn nói là trong nhà có quân tử thì ngài ngõ có quân tử, mà trong nhà có tiểu nhân thì ngoài ngõ có tiểu nhân. Trong nhà là trong tâm này, tâm tiểu nhân là cái tâm ích kỷ, tâm hẹp hòi, tâm ganh ghét, cái tâm đố kỵ, thì mình sẽ ra mình sẽ gặp những người đó, gọi là đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu, hiểu không? Gọi là cùng tần số, cùng tần số. Công đức thứ hai là được hộ pháp ủng hộ, tránh được tất cả tai ương hoạn nạn, ôn dịch nước lửa, trộm cướp, đao binh, ngục tù. Vì sao mình bị trộm cướp? Không tự nhiên nó vô nhà mình, nó khét vách, nó đục vách, nó lấy đâu? Chắc là đời trước cũng lấy của nó rồi, đúng không? Cái gì nữa? Cho nên thành ra đời này nó lấy. Nhưng mà đời trước có lấy của nó, nhưng đời này có công đức in kinh, nhờ công đức này nó bảo bọc lại phước báu. Công đức bảo bọc được phước báu, mà phước báu không bảo bọc được công đức, hiểu không? Phước báu là tiền bạc, xe cộ, ruộng vườn, nhà cửa, nó hình thành phẩm mà đó, nó thành phẩm mà, gọi là phước báu. Còn công đức đó là một cái năng lượng ở trong tâm của mình, nó có năng lực để thay đổi tướng của mình, từ cái tướng mà xấu xí trở thành đẹp, từ cái tướng bệnh hoạn trở thành khỏe, từ cái tướng ngu dốt trở thành trí tuệ. Cái công đức nó mới chuyển được cho quý vị. Không biết chỗ này sao tự nhiên nó có năng lực là lớn chứ. Nó đang ấp phê. Không phải giải gì tự nhiên nói chuyện này đâu ngang. Quý vị thấy chúng tôi bên ngoài nói không có được. Gặp quý vị có nhiều Phật tử kêu sao thầy bên ngoài không giống như bên trong trên pháp tòa, thầy nói bên chuyện bên ngoài như con gái, nhìn thấy hiền hiền tôi lên pháp tòa thầy la dữ. Là không phải chửi rủa quý vị đâu ngang, la đây là cái cảm xúc mà cái nồng độ trong tâm chúng tôi nó tột đỉnh á. Quý vị có cảm xúc không ạ? À? Như gật gật là có rồi nghe. Khó lắm ngang, không phải một cái diễn cảnh này nó như thế này được đâu. Mà khi đăng tòa thuyết pháp, được sự gia trì của Phật, nhờ pháp hội trang nghiêm, chúng tôi mới nói được như vậy, chứ không phải tự nhiên ngồi nói được như vậy đâu à. Cho nên cố gắng những giây phút này là những giây phút thần tiên nghe không quý vị nghe. Những giây phút này là dân phúc mà phải nói là ánh quang minh của Phật gia trì đấy, gia trì cho chúng tôi và cho quý vị đấy. Cho nên mới được một cái hoàn cảnh như vậy chứ. Micro âm thanh ánh sáng, một cái hội trường ghế ngồi như vậy. Quý vị, quý vị đang ngồi trong một cái giây phút này là cái phước bóng nhân duyên quý vị nó hội tụ lắm. Chứ không lơ tơ mơ ăn cơm xong đau bụng chạy về, chứ không phải dễ đâu à. Không, chúng tôi nói thật, có nhiều người chạy về đấy, không đủ duyên để mà ngồi nghe giảng mà.
Hoặc đi nửa chừng ra kia, chưa mới bước ra cái là chó nó cắn. Trộm cướp đao binh ngục tù. Có những người đang bị ngồi trong ngục tù ở bên một cái tiểu bang nào, chúng tôi nhớ có một đứa con nó quá ngỗ nghịch, không biết nó trộm cướp hay nó làm gì không biết, cuối cùng nó bị vô tù ngồi. Mẹ nó hỏi giờ làm sao, chúng tôi nói lấy công đức in kinh để tháo gỡ ngục tù nó. Chứ bây giờ bà bên nước này đâu có hối lộ gì ra đâu, không hả? Luật là luật à. Rồi gì nữa? Rồi nó phải mãn năm tù. Có một chuyện này tại Mỹ, tại San Jose. Không biết sao hai vợ chồng kình lộn sao, ông chồng cũng buồn buồn, gặp mấy đứa bạn mua rượu về uống. Mà mua rượu về uống á, thì bên này mua súng được phải không? Mua súng được mang về nhà hù dọa đòi bắn vợ cũng buồn quá, vợ kêu police công an đến. Khi đến một cái gì sợ quá bỏ chạy rớt cái súng tại nhà. Nó gom nó bắt lại được hết, xong rồi nó cũng cho vô tù. Ông chồng cũng mấy năm mấy hay bao nhiêu đó, mấy người kia cũng bị ra tòa ở tù. Thì cô ta ở nhà mới gặp một ông Mỹ khác. Gặp một ông Mỹ khác xong rồi thì anh ta hết án tù rồi về, thấy cái cảnh như vậy anh mới quyết định mua một cây súng. Bắn vợ ông chết, bắn ông chết, bắn ông Mỹ kia chết, còn để lại đứa con cho mẹ, mẹ của anh chàng đã nuôi. Thì tối nay bắt đầu anh đi thì anh có nói với má anh. Má anh là Phật tử của chúng tôi. Thì kêu má, con có một chuyện việc này con muốn nói với má. Hỏi việc gì? Khi con ra khỏi tù con thấy cuộc đời con không còn là gì nữa hết. Con thấy một người con thương nhất mà bây giờ phản bội con. Con tưởng ra tù rồi vợ chồng còn sống với nhau, chứ ông phản bội có một người khác rồi. Bây giờ con quyết định bắn con chết, rồi bắn ông Mỹ chết, bắn vợ con chết, còn đứa con gửi cho má. Thì bà này bà nghe bà sáng hồn, nhưng mà bà có cái hay là bà bình tĩnh. Cái quan trọng chỗ bình tĩnh. Bà kêu nè con à, thôi để sáng mai con đi bắn cũng được, tối hôm nay con niệm Phật cho má. Cứ A-di-đà-phật, A-di-đà-phật. Đây là một điều ân hệ cuối cùng má sinh con. Mẹ má không sinh con chuyện gì nữa hết trơn, mà má chỉ sinh con một điều là con niệm Phật đến sáng mai rồi con đi bắn cũng được. Chứ không phải má cản con đi bắn. Bây giờ má cản con cũng không được. Thì nó kêu ok, thôi con nghe lời má. Nó kêu bằng mong, thôi sáng mai con sẽ làm chuyện này. Má cho không? Kêu cho. Nhưng trong đêm nay con phải niệm Phật cho má. Nó kêu vâng, được. Trong đêm nay nó cứ niệm Phật, ngủ không được. Sáng mai chỉ làm một cái chuyện ác mà. Nó đang niệm Phật thì cái ý niệm ác với cái ý niệm Phật nó đang xen lẫn với nhau. Mới lần đầu thì cái ý niệm ác là quyết định ngày mai phải bắn. Mà nhờ cái niệm Phật, nó niệm Phật cho nên cái năng lượng mà để bắn mà nó tích chứa một tuần á, nó đột phá từ từ cái năng lượng mà muốn đi giết người ta đó. Thì cái năng lượng niệm Phật nó đột phá từ từ, nó làm nhàm, giảm nhẹ, 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 nhẹ. Cho đến sáng hôm sau, suy nghĩ ra một điều. Má ơi, con thấy điều này là sai. Con chết rồi, vợ con chết rồi, con giao gánh nặng cho cháu nội là đưa đứa bé đó cho má nuôi, con giao gánh nặng cho má. Như vậy con không có hiếu, thôi con không bắn nữa. Vì sao nó nói được điều này? Vì nó có niệm Phật. Vì nó có niệm Phật. Thì có phải là công đức in kinh niệm Phật tháo gỡ ngục tù không? Tháo gỡ là tháo gỡ chỗ này, đúng không? Còn mình giết người ta, cái nhân mình đã làm xong rồi, thành cái quả vô tù ngồi, thì cái chuyện này nó hơi khó. Cuối cùng nói một câu, má ơi, thôi con không đi bắn nữa đâu, con bắn con giao gánh nặng cho má. Thôi để con nhận con nuôi, hoặc vợ con nuôi con đến lui. Và vĩnh viễn từ giờ cho đi, đường ai nấy đi, coi như là người dân nước lạ không còn gì nữa cả. Và từ giờ cho đi con thấy đàn bà nào cũng là trong cái mắt của con là mấy đàn bà là xạo hết. Thì lúc đó bà, lúc đó là muốn nói gì nói, giải quyết được vấn đề rồi. Ok, con tốt lắm, con good lắm. Thôi được rồi, con tới đây nói chuyện với má. Thì đến nói chuyện được xong xuôi hết thì dây, bình an. Vì sao bà nói được câu này? Vì bà tin pháp môn niệm Phật. Cái lúc đó mình tới mình lạy nó, lúc đó mình tới mình nắm chân, nắm cổ nó, cái lúc đó mình khóc la cỡ gì đi nữa, có chuyển được tinh thần nó không? Không, chỉ có công đức niệm Phật
và cái pháp mới chuyển được cái tâm nó. Hiểu không? Hiểu chỗ nào? Nhưng mà lúc đụng chuyện bất ngờ đó mà kêu người ta niệm Phật không phải là dễ nha. Không phải là dễ à. Mình phải tin tuyệt đối pháp môn tịnh độ có công năng sẽ chuyển được cái tâm ác đó. Còn nghi ngờ không tin một cái là quý vị quá làng liền. Đúng không? Không tin sao kêu nó làm? Vì sao mình không tin? Bởi vì mình không niệm làm sao tin? Không niệm tà tà. Nhiều người nói niệm tà tà với đà rước, niệm lai ra với lai đổ, dễ gì đó. Phải niệm cho gắt củ kiệu kìa chứ. Cho nên công đức phá đi cái thành lũy kiên cố của ngục tù là chỗ này. Nếu mà ngục tù mà không phải nhân gian, nó bắn như vậy, nó sát sanh, nó phải đọa chết à. Đúng không ạ? Nghiệp sát sanh mà. Thứ ba là vĩnh viễn tránh khỏi những quả báo phiền khổ. Những quả báo phiền khổ. Quả báo gì phiền khổ? Phiền lòng và khổ nhất. Có một cô của nói: thưa thầy, cái thằng con của con nếu mà con đẻ trứng được là con đẻ con lục con ăn. Nó gớm vậy chứ. Hỏi vì sao vậy? Hỏi vì sao vậy? Trời ơi, nó ngổ nghịch. Cái lúc còn nhỏ nó ngoan quá trời, nó ngoan luôn. Mà sao đến bây giờ sao nó ngổ nghịch quá vậy thầy? Nó bạn bè, nó theo với bạn bè. Không biết sao đến 17, 18 tuổi nó học xong 12 nó vô đại học là quá trời nó rồi. Nói nó không nghe nữa. Mà sao còn nhỏ nó ngoan dữ thầy? Mình kêu bởi vì cái lúc còn nhỏ là nó trả nợ cô, nó báo ăn cô. Thì đến cái tuổi đó là nó báo oán, nó đòi nợ. Nên cái chú này hồi nãy chúng tôi nói: thôi con để đến hết 12 hoặc lớn lớn chút suy nghĩ kỹ lại rồi đi về chùa thầy. Má nó nói con sợ chừng nó lớn lên nó hư. Nay 16 tuổi học 11 con sợ nó ra đại học nó hư á thầy. Thôi cho nó theo thầy về đó được nó đi tu. Ảnh cũng kêu ừ có hiếu nghe lời mẹ lắm. Đáng lẽ là mẹ bị ung thư bệnh như vậy ở bên cạnh để lo cho mẹ không? Bà không lo, bà kêu đời con bây giờ nó vui lắm. Bệnh mà con thấy như không bệnh đi thầy. Bệnh mà thấy như không bệnh. Cho nên chúng tôi nói với quý vị biết là những cái công đức này nó thấm vào trong xương tủy chúng tôi rồi. Nó thấm đây không phải là chúng tôi đi giảng lâu ngày nó trở thành một cái vấn đề nghề nghiệp, không phải. Mà nó thấm đây là bằng một cái kinh nghiệm thực nghiệm để làm. Quý vị biết đầu tiên chúng tôi in cái cuốn kinh Vô Lượng Thọ mà quý vị đọc đó, là chúng tôi nghĩ chỉ có 10.000 cuốn là cuộc đời chúng tôi là mãn nguyện dữ lắm rồi đó. Mà lúc đó 30.000 một cuốn là chúng tôi nói 10.000 cuốn là 300 triệu là 15.000 đô là chúng tôi mãn nguyện dữ lắm rồi đó nha. Nhưng mà sao? 10.000 rồi 10.000 rồi 10.000 rồi 10.000, bữa nay hơn 1 triệu cuốn, gần 2 triệu cuốn. Từ đâu vậy? Từ cái công đức chân thật làm có chữ Phật giá trị. Cho nên cái này là nó đi vào trong xương tủy đó. Nó đi vào trong cái bộ óc, nó đi vào trong tâm linh, nó biến thành sức sống rồi. Cho nên nói ra nó có cái hồn. Đúng không? Nếu mà nó không trở thành một cái sức sống, nó không có hòa quyện trong tâm linh của mình đã làm, mình đã chiêm nghiệm, mình thấy có hiệu quả đó, nói nó không có ra lời. Nói nó không có ra lời. Nói chất trớt à, nói chẻ que à. Oán cừu, oan trái của đời trước cũng như đời này được giải quyết. Có một cô Việt Chi Nha, gần Việt Chi Nha, cô này tên cô Lan. Cô là một người khá giỏi thành đạt ở nước Mỹ, là một vị kỹ sư hóa học. Tức là cuộc đời cô học thành công, cho nên cô vô phòng hóa học, cô làm tiền cũng khá giàu. Nhưng mà không tin Phật Pháp, đặc biệt không tin. Nhưng mà người mẹ cho một cái dây Phật, bốn chị em bốn cái dây Phật Quan Âm đeo á, để ngay cần cổ nè, là đeo từ lúc con gái còn nhỏ ở Việt Nam qua tới đây 40 mấy năm không bỏ dây này. Chỉ trường hợp là cởi cái dây ra đi tắm thôi chứ không bao giờ bỏ cái sợi dây này. Quan Âm chút xíu à, đeo cổ, không bao giờ bỏ. Thì cô gặp cái oan gia trái chủ. Là cô vô hãng làm gặp cái anh chàng đó mới cái 30 mấy tuổi. Mà một năm nay nó cứ đến lúc mà họp hoặc cứ đến lúc mà tụ tập lại để mà kiểm tra hoặc lo chuyện này chuyện nọ là nó cứ chỉ mũi dùi cho cổ không à. Thì lúc trước là cô vỗ bàn vỗ ghế, cô kình cãi lại, nó làm y xèo hết trơn.
Và lúc trước cứ như vậy thì hai người cứ đấu đầu với nhau miết, cứ tìm cái chỗ xấu đấu đầu với nhau miết. Nhưng hôm nay bắt đầu cổ nghe được cái pháp môn của chúng tôi rồi, bắt đầu cổ niệm Phật, cổ cầu nguyện Quan Âm để cổ gì, cổ dằn lòng xuống, cổ không cãi với nó nữa. Mà niệm Quan Âm, cầu Quan Âm để mà dằn xuống, để không có kình với nó nữa, không có cãi với nó nữa, để nhẫn nhịn được. Thì trong vòng là mấy tháng nay là cổ nhịn được, mấy tháng nay là cổ không có cãi với nó nữa. Cổ biết đây là oán cù rồi, oan gia trái chủ đời trước rồi. Không biết cái cớ gì mấy người ta không nói mà nó cứ chỉ mũi dùi vô cổ miết à. Cái bữa nó đang đi sao cái bắt đầu cái đầu nó, cái kiến mà kiến trong như vậy nè, đâu có thấy đâu. Nó đi một cái rồng nó tán đầu vô trong đó, bể kiến đâm đầy đầu mặt mày hết trơn. Kiến nó vô, người máu nó chảy ra. Thì mới đưa vô, ông Ba Lăng mới đưa vô trong bệnh viện. Thì cái bữa đó thì cổ mới mua món quà cổ vô, cổ nó mới nói như vậy. Mày biết vì lý do sao mày không control được không? Mày không tự chủ được không? Là do cái nghiệp của mày hay chăm chích người khác, nhất là mày chăm chích tao. Nhưng mà lúc trước á thì tao chọt lại mày. Nhưng mà dạo gần lại đây tao nghe một cái ông thầy của tao, ổng giảng, cho nên tao nguyện tao không chăm chích lại mày. Cho nên hôm nay tao mới đi thăm mày được. Sở dĩ mày tông vô đó là do mày nói cho người ta bực bội lên, người ta tức tối lên. Thì cái bực bội tức tối mày phải mang một cái hậu quả là mày phải bị một cái nạn. Nó hỏi, thiệt không? Thiệt không? Hỏi thiệt. Bà nói thiệt. Ông thầy tao ông dạy như vậy, mày làm cho người ta nhói tim nè, bực bội nè, tức tối nè, mà buồn khổ thì mày phải gặp những chuyện khổ này. Tao nói cho mày biết, lúc trước tao cãi với mày phải không? Nhưng hôm nay là tao không cãi với mày nữa. Đối với cái tuổi của mày là mới có 30 mấy, là đáng con tao. Mà tao năm nay là lớn tuổi rồi, mà tao không nói lại với mày là mày biết rằng là tao nhịn được rồi đó. Mà tao hôm nay dạy cho mày biết là cái nạn này là do mày làm cho người ta buồn bực khổ, cho nên mày phải gặp. Nó ngồi nó suy nghĩ lại, nó kêu bà nói cũng có lý lắm. Rồi bà hỏi mày nghe tao nói có lý như vậy, bây giờ mày còn thù tao nữa không? Nó kêu không, hết rồi. Rồi nó hỏi bà cái tượng Quan Âm này là gì? Thì cổ mới nói cái tượng Quan Âm này là mẹ tao cho tao cái lúc còn ở Việt Nam. Mà bà Quan Âm này đó linh lắm. Nếu mà ai nói xấu tao, bà nhìn bà biết á, bà hù nó xanh mặt. bà hù nó xanh mặt. Nó hỏi phải không? Phải không? Mà kêu đúng rồi. Mà kêu con hù cho nó ăn chuyện nó mất hồn. Nó kêu thôi, tôi với bà bây giờ là gì, thân thiện với nhau nha. Tôi thấy bà nói cái tượng Quan Âm đó tôi ớn quá. Bà kêu con hù cho nó xanh mặt luôn. Thì gì? Thì do bà nhịn được nó. Thì khi bà nhịn được đó thì gì? Thì lúc đó đụng chuyện cái bắt đầu bà mới đi nói chuyện với nó. Tao nói cho mày biết cái tuổi mày còn nhỏ, mày cứ thấy mày là show up ra bên ngoài, mày thấy mày là giỏi thì làm sao mày học được? Tao lớn lên đây mà tao không có cái tâm đó thì mày như vậy sao mày học được? Bà làm cho thằng nhỏ một thời thuyết pháp, một re luôn. Cuối cùng nó kêu thôi, tôi kính bà, tôi mến bà lắm, tôi với bà là bạn thân với nhau nghe. Ừ vậy mới được chứ, chứ mày cái chọt tao miết vậy. Bà nói là cổ là hai vợ chồng mua vé rồi đó, bên Cali là cổ bay qua đó. Ngang ngạnh lúc trước không biết gì cái chuyện tu hành, gặp Đức Phật A Di Đà đứng đeo cổ vậy mà cũng biết Quan Âm. Mà thấy Đức Phật A Di Đà đứng, Quan Âm đứng bên, Thế Chí đứng bên, ông kêu lên trên chùa người ta cho cái tượng á, bà cầm về nói với ông chồng, mà vừa nói vừa giỡn mà không phải hỷ bán, mà bà không biết. Bà kêu ủa sao một ông một bà chứ làm gì ông hai bà dữ vậy nè. Trời ơi cái bà này bà ghê gớm nha, bà không biết đạo. Bà kêu con là sám hối dữ lắm nha thầy, con là sám hối dữ lắm. Mà hôm nay con nghe đĩa của chúng tôi mà con nghe ngày đêm, con nghe say mê. Lúc trước ông kêu ủa ba ông thầy ru ngủ nói chán chết đi. Mà khi bà nghe chúng tôi một cái là bà cảm xúc liền. Thì chúng tôi muốn nói cho quý vị là oán cù, nếu mà mình cãi họ thì họ cãi lại mình cãi họ, họ cãi lại mình, oan oan tương báo. Lấy oán báo oán đúng không ạ? Oán lại chập chồng. Mà có lấy ân báo oán thì oán lại tiêu tan. Mà muốn lấy được cái ân á thì mình phải có công đức công phu tu hành, nó mới cảm ân. Biết cảm ân không? Cảm ân tất cả mọi người trong thế gian này, vì biết đâu đời trước là cha mẹ mình. Cho nên thành ra trong kinh mới nói rằng là tứ sanh phụ mẫu. Tứ là bốn, sanh là thai, sanh là loài người, loài heo, loài bò. Noãn sanh là trứng.
Thấp sanh là loài trùng ở ẩm ướt, và quá sanh là con nhộng nó nằm trong cái kén, cái kén nó biến thành con bướm, cũng quá sanh loài súc sanh, mà mình quá sanh trong hoa sen cũng là quá sanh. Tức là tất cả những loài chúng sanh đều không ra khỏi bốn loại này, gọi là tứ sanh, là cha mẹ của mình đời trước. Ấn Quang Đại Sư nói, trong kinh nói tứ sanh phụ mẫu, mà còn ăn thịt chúng sanh thì ăn thịt đó là cha mẹ của mình. Đây là lời tổ nói ngang. Mà quý vị về lật lại cũng Ấn Quang Đại Sư là quý vị thấy á, chứ không phải chúng tôi nói hầm hồ đâu á, không phải à. Mà ai mà nghe được điều này mà lông tóc dựng đứng, nước mắt lơi rệ, cũng giống như là ông Tư á, ở Dù Chim á. Ông gì? Ông gì? Gấp miếng thịt lên, rung rung rung, rớt xuống, bỏ luôn, không ăn nữa. Em à, từ giờ cho đi anh ăn chay. Cho nên thành ra chúng tôi nói pháp, chúng tôi hãy lấy những cái mẫu chuyện thực tế mà người ta đem lại cho chúng tôi, để chúng tôi muốn nói cho quý vị biết rằng là cái pháp môn tịnh độ nếu mình tu nó không có thừa đâu, nó không có thừa chút nào hết trơn á. Cái công đức mà làm sao thừa tiền thừa bạc á, thì đôi khi hưởng không được, thọ mạng hết chết làm sao hưởng, mà thừa công đức chết hưởng được không? Chết hưởng được không? Mà mình hưởng, còn ông bà mình hưởng được nữa không? Cha mẹ có đức con một sức mà ăn phải không à? Thừa công đức còn hưởng được, mà không những mình hưởng mà gia đình mình hưởng, hưởng không phải một đời, bảy đời. Ai hưởng bảy đời? Và Thượng Tịnh Không nói, cái ông này nè, gia tài của cải vật chất, gia đình ông giàu bảy đời, có tiền của giàu có, đem đi bố thí cúng dường cho sạch, gọi là ba lần tụ tài, ba lần tán tài. Và Thượng Tịnh Không nhắc ông này hoài, ở bên Trung Quốc á. Rồi làm ăn có tiền lại, không phải thua lỗ ngang, lấy hết cho sạch. Lần thứ hai, lần thứ ba tụ lại tiếp, lấy cho sạch. Vậy mà ba lần tụ tài, ba lần tán tài, mà tán tài không phải là làm ăn thua lỗ nha, cho hết chứ không phải làm ăn thua lỗ. Vậy mà ông giàu đến bảy đời, con cháu chắc chích đời nào, gia đình ông cũng ghi trong bi sử gọi rằng là ông này là ba lần tụ tài, ba lần tán tài. Đừng nói vậy nghe về cái cho sạch hết, đói nhăn răng chết nha. Làm sao đó cho mà phải tự tin, chứ không tôi cho mà ngồi tối mà cứ bắt tay lên trán ngủ không được, cái chừng nó phiền não chết luôn á, bạc tóc luôn á nha. Nên ra là mình phải có bản lãnh. Các vị hộ pháp thiện thần thường gia hộ, nên những loài dạ so, ác quỷ, rắn độc, hùm beo tránh xa, không dám hãm hại. Dạ so ác quỷ, có những người trong đêm khuya, quý vị biết sao, hoảng hốt la ré lên, gặp cái người cái mặt máu không là máu, lăn nanh lè ra, tóc xòa xuống, thức dậy tốt mà hô hộp. Đó là gì? Đó là oan khiên túc trái của đời trước đã hãm hại họ. Bây giờ bắt đầu còn trong mơ thấy cái chủng tử đó nó hãm hại, thì bây giờ phải làm sao? In kinh thì dạ so ác quỷ này sẽ tránh xa. Có công đức gọi là đức trọng, trọng là nặng, là nhiều, gọi là đức trọng quỷ thần kinh. Sở dĩ vì sao mình kinh sợ quỷ thần, kinh sợ ma, có nhiều người nay cũng sợ ma dữ lắm á nha. Mình không có đức ma. Những người dạ xoa ác quỷ không phải họ nhìn quý vị nhà cửa xe cộ giàu có mà họ sợ họ kính đâu nha. Không phải là mình làm ông này bà nọ cái chức vụ mà họ kính đâu. Họ kính đây là kính cái đức quý vị à. Đúng không? Đúng không quý vị? Cho nên người ta mới nói đức trọng quỷ thần kinh chứ. Cho nên họ mới gọi là đức trọng quỷ thần kinh chứ. À. Vì vậy cho nên thành ra cái công đức này nó thù thắng, thù thắng lắm. Chúc mừng cho quý vị những người ở trong này hôm nay, ai nghe những công đức này mà không phải lúc nào chúng tôi giảng cũng giống nhau. Có những lúc mà chúng tôi, có những lúc mà chúng tôi cảm xúc nhiều thì chúng tôi giảng nó sâu hơn. Gọi là Phật pháp là vô lượng nghĩa mà, cái nghĩa nó cứ càng sâu, gọi là vô lượng nghĩa. Quý vị đọc những cái văn hóa sách ở ngoài đời đọc một lần là chán, đúng không? Nghe Phật pháp nghe hoài không có chán. Cũng như những người người ta nghe đĩa chúng tôi mà người ta nghe hoài, bà cụ đó bà say mê luôn, bà nghe bà hoan hỷ. Bởi vì cái đó là những cái lời nói
mà Phật đã đề ra muốn nói đến để mình tăng trưởng cái công đức của mình. Cho nên càng nghe càng tăng trưởng tín tâm, càng nghe cứ càng tăng công đức. Cho nên con người mình nói gì, nó hưng phấn trong người, nó phiêu linh đó. Tâm được an vui, tâm được an vui không phải dễ đâu nghe. Cái tâm được an vui không phải là dễ đâu ạ. Cái người mà tâm được an vui á, nhìn cái sắc diện họ mình biết. Lúc nào họ cũng an vui, mà an vui khi người ta chửi họ cũng an vui, người ta nhổ nước miếng họ mặt họ cũng an vui. Ai? Pháp sư Hải Hiền nói, người ta nhổ nước miếng vô mặt tôi là có cơ hội có nước để rửa mặt. Pháp sư Hải Hiền, quý vị coi cái đĩa Pháp sư Hải Hiền, người nói người ta nhổ nước miếng vô mặt tôi là tôi có cơ hội để rửa mặt. Không nghĩa lý gì cả. Cái cô Lan mà nãy chúng tôi nói cho quý vị nghe, mà cái cô mà kỹ sư đó, cô nói đối với con bây giờ chuyện lớn thiệt lớn trở thành nhỏ, chuyện nhỏ trở thành không là gì. Vì sao họ nói được điều này? Vì sao họ nói được điều này? Vì tâm của họ thấy tất cả mọi sự việc nó là vô thường, nó không đáng là gì để quan tâm. Cái chuyện quan tâm của mình bây giờ là phải lo tu hành này. Còn những cái chuyện bên ngoài nó không có quan tâm đối với mình. Còn thấy cái chuyện thiệt lớn thành nhỏ, nhỏ biến mất. Còn mình cái chuyện nhỏ chút xíu làm cho lớn, lớn làm cho lớn lên nữa. Cái đó là cái chuyện mà mình thấy hai đối tượng khác nhau. Họ là cũng con người thôi à. Nhưng mà sao, vì sao họ biến cái chuyện lớn thành cái chuyện nhỏ? Chuyện lớn là cái chuyện đáng lẽ là nó dữ dằn lắm nha. Là cái chuyện mà thí dụ là mình thấy là ông chồng của mình, ông đi về Việt Nam, nghe người ta nói là ông có vợ bé, vợ đồ vợ bên đó, ông làm lung xùm bên đó hết trơn. Cái chuyện chút xíu vậy trơn, mình mới nghe thôi, mình về mình đùng 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 nói tùm lum hết trơn ly vậy. Nhỏ thành lớn á. Chưa nghe ốc giáp đầu đuôi hết, nghe người ta muốn hại gia đình của mình, người ta nói một cái xong rồi để cho mình chia tay để nuôi mấy đứa con, nuôi sặc gạch luôn. Gọi là chuyện nhỏ thành chuyện lớn. Còn cái chuyện nó thiệt lớn nó trở thành nhỏ, không đáng là gì. Muốn như vậy cái tâm mình phải có công đức để bảo bọc nha. Lúc nào nó cũng an vui. Quý vị biết không, có một bà cụ đó, bà giết dịch đó, bà giết quá cỡ dịch rồi, bà nấu cháo dịch cho người ta, bà bán đó quý vị. Lên cái mặt của bà ở trên nhìn thấy lạ lắm. Bà đi bà nói chuyện mà cái đầu bà cứ ngút 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 như con dịch vậy đó, mà không lúc nào quan hỷ. Có nghĩa là bà nằm gần ai bà cung kình hết trơn á. Có nghĩa là mấy trăm bà cụ là bà xuống bà kêu thầy, hỏi gì vậy, kêu hồi tối bà đó bà ngáy con ngủ không được. Kêu hình như bà cũng có ngáy, kêu con có ngáy đâu, kêu bà ngủ bà có biết bà ngáy đâu. Cái chuyện ngáy thôi chút xíu vậy đó nha, vậy mà bà làm sùm trong chùa hết trơn vậy đó. Vậy mà không biết sao nhờ cái công đức niệm Phật, cái kéo bà từ từ, kéo bà từ từ, vậy mà riết bây giờ cái đầu bà không còn ngút ngút gì hết trơn. Bây giờ bà hoan hỉ, mặt bà tươi vui vậy đó. Con cái nó kêu má về đấm giỗ ngang má, mày kêu hôi đấm giỗ tụi mày giết gà giết vịt tao sợ lắm rồi đó, không có về nữa đâu, tụi mày ăn làm gì đó ăn đi. Bà ở trên này bà niệm Phật, kêu về cũng không về nữa, kêu mấy đứa con bên Mỹ về đó, má về má thăm đi, nó cho tiền, kêu tiền với tao, bây giờ không nghĩa lý vậy trơn á, tao chỉ có niệm Phật. Tao về tao mất cái thời gian niệm Phật tao, thời gian niệm Phật tao còn quý hơn tiền bạc. Tiền bạc bao nhiêu năm có chữa được cái bệnh mà ngút ngút đầu này đâu. Mà ghê, mà lý luận hay thiệt, hay thiệt bà cụ này. Lời nói việc làm trời người hoan hỷ, đến đâu cũng được mọi người kính mến ngợi khen. Lời nói việc làm trời người hoan hỷ, nói những công đức của Phật thì chắc chắn là trời người hoan hỷ. Người nè, nãy giờ hoan hỷ không? Hoan hỷ nhá. Đúng không ạ? Mà không những quý vị hoan hỷ, mà trời á, họ cũng hoan hỷ, chư thiên long thần hộ pháp hoan hỷ. Mà đã là chư thiên long thần hộ pháp hoan hỷ thì quý vị đi đến đâu cũng được kiết lợi. Hay chỗ này. Mà không những chư thiên hoan hỷ, mà mười phương chư Phật cũng hoan hỷ chuyện này. Cái chuyện này là cái chuyện mà công đức của Phật nói mà. Mà mình hôm nay nói lại công đức của Phật là trời người hoan hỷ, mà chư Phật phải hoan hỷ. Mà nói những chuyện khác là coi chừng không hoan hỷ à. Ngu chuyển thành trí, bệnh lành mạnh khỏe, khốn nghèo chuyển thành thịnh đạt. Khốn nghèo là người ta nghèo khổ không có phước báu, thế mà gì? Ấn tống kinh một thời gian trở thành thịnh đạt. Thịnh đạt đó là phước báu. Thịnh đạt tức là nhà, cửa, xe, cỏ, ruộng, vườn. Đúng không ạ? Đó là phước báu, nó từ công đức này nè, nó thịnh đạt ra nè. Cho nên lúc trước chúng tôi phải nói nó nghèo, phải nói nó nghèo lắm ấy.
nghèo mà đến nỗi mà lấy giá với cà để mà gì ngâm ở trong cái gọi là cái son để mà chan canh mà húp á, nghèo không có tiền để mua miếng đậu hũ á, vậy mà bây giờ đậu hũ đầy luôn á. Nghèo gọi là nghèo khổ trở thành thịnh đạt. Tin công đức này đi, tin công đức này vĩnh viễn xa lìa điền ác. Nếu người có công đức này không bao giờ đọa vào địa ngục ngạ quỷ súc sanh đâu. Yên tâm mà quý vị biết, đọa vào ngạ quỷ địa ngục súc sanh nó khổ cơ mang nào quý vị biết không? Mang lò súc sanh gọi là mang long độ sừng, quý vị biết khổ cơ mang nào không ạ? Hay vì tất cả chúng sanh trồng các căn lành, lấy tâm cổ cầu của chúng sanh làm ruộng phước điền cho mình. Lấy cái tâm cầu của chúng sanh đó là cầu giác ngộ giải thoát, cầu làm những công đức để khuyến khích họ làm, để mình tùy hỷ công đức. Nhờ công đức ấy mà đạt được vô lượng phước báu, thù thắng sanh ra nơi nào cũng được thấy Phật, nghe pháp, phước huệ tròn lớn, rộng lớn, chứng đạt lục thông, sớm thành Phật quả. Chỉ có công đức in kinh thôi ngang mà nó thù thắng như rứa. Cho nên thành ra cái giảng pháp mà giảng cho sâu đòi hỏi phải có một cái thời gian. Chúng ta trả lời một vài câu hỏi. Có một cô ghi giấy lên, con muốn ấn tống 100 cuốn kinh, bây giờ phải làm sao? Bên ngoài có cái thùng ấn tống á, quý vị để ngoài cái thùng ấn tống kinh. Và cái cuốn kinh này là cuốn kinh chú giải Phật Thuyết Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác của Ngài Hoàng Niệm Tổ, là chú giải cái cuốn kinh mà quý vị tụng hồi sáng á. Chúng tôi chuẩn bị in 10.000 cuốn, là 100.000 đô, 10.000 cuốn. Chúng tôi đủ khả năng để in. Ai muốn hùng phúc thì làm, còn không chúng tôi cũng đủ khả năng để làm, chứ không phải kêu gọi. Hiểu không? Hôm nay chúng tôi thấy Hòa Thượng Tịnh Không in cái cuốn này được 10.000 cuốn. Trong một cái buổi sáng ăn cơm, nghe một cái nói, ồ cái cuốn này mình đang giảng mà giờ sao mình không in ta? Đang xếp bản in ở Việt Nam để in. Hôm nay chúng tôi muốn giới thiệu quý vị là toàn bộ tiền của chúng ta đổ vô in kinh. 2 tỷ bạc, tiếp tục cứ in, in mãi. Hồi trước là in kinh Vô Lượng Thọ, rồi bữa nay in chú giải để đem đi cúng dường tặng cho mọi người. Việc này chúng tôi thích làm, mỗi người mỗi thích làm, mỗi sở thích khác nhau. Có người thích xây chùa, có người thích ý lạo, có người thích chuyện này, có người thích chuyện nọ, có người thích chuyện kia. Nhưng chúng tôi thích in kinh. Nhưng mình thích cái chuyện này, đừng có bác cái chuyện kia à. Đừng có kiểu mà mình thích in kinh, mình bác cái chuyện xây chùa, không được à. Mình thích làm, người ta cũng thích, chứ sao mình bác. Tất cả 84.000 pháp môn, đúng không ạ? Chúng tôi thích làm chuyện này. Hôm nay chúng tôi nói không phải là khoe khoang, mà chúng tôi muốn giới thiệu đến quý vị, để cho quý vị thích cái chuyện này, đúng không? Thưa quý vị, có cái câu hỏi là: mẹ con tu pháp môn niệm Phật, sau khi chết người nhà khóc không chịu niệm Phật, thì mẹ con có được vãng sanh không? Không. Vì sao? Khóc lóc là một sự trói buộc, là một sự làm gì huệ lụy trói buộc không cho mẹ mình theo Phật. Cho nên thành ra cái nguyên tắc để hộ niệm là lúc lâm chung con cái không được khóc, thành tâm niệm Phật. Chị con cũng tu pháp môn niệm Phật, nhưng chị con buôn bán cá khô thì có tội không? Có. Trả lời luôn cho nó nhanh, khỏi lý ông do tâm quốc. Cá khô cũng là cá. Cá khô đó nó có phải là con cá không? Con cá này lúc trước khi nó khô nó có sống không? Nó có sống thì gì? Mình là tiếp tay, tiếp tay và khuyến khích người ta ăn. Có tội chứ sao không có tội? Cho nên thành ra có nhiều người nói nước mắm đâu có gì đâu mà có cái con gì trong đó đâu thầy, nước mắm ăn được không? Kêu không, bởi vì sao? Nó cũng làm từ con cá. Đúng không ạ? Nước mắm cũng làm từ con cá. Cho nên thành ra là nếu mà ăn chay thì cho ăn chay nó kỹ luôn đi. Hồi sáng Thượng Tọa Chư Thót nói quý vị đừng ăn chay trường, ăn chay ngày thôi, ngày nào cũng ăn. Thượng Tọa Chư Thót nói nhiều cái mắc cười đó. Tức là ông kêu quý vị đừng ăn chay trường nha. Mình nghe cái tự nhiên mình kêu ổ sao ông này ông khuyên người ta đừng ăn chay trường ta. Ông kêu quý vị ăn chay ngày thôi, nhưng mà ngày nào cũng ăn thì cũng như ăn chay trường rồi chứ gì nữa. Trong gia đình con có người gặp nạn, khi con niệm Phật với Quan Âm, tâm con để ở người bệnh hay ở Phật? Nếu tâm của mình niệm Phật, tâm mình niệm Quan Âm, mình niệm Quan Âm niệm Phật, nhưng mà mình để ở người bệnh thì tâm mình không cảm được với Phật. Hiểu không?
tâm mình phải để nơi Phật. Họ nói là khi người bệnh con niệm Phật để con hồi hướng công đức, thì cái tâm con để ở người bệnh hay là để ở Phật? Nếu ở cái miệng thì niệm Phật, mà cái tâm để ở người bệnh thì quý vị niệm người bệnh chứ không phải niệm Phật. Hiểu không? Cái tâm để người bệnh, tuy rằng cái miệng niệm nhưng mà không có cái tâm. Cái tâm đang để người bệnh thì đâu phải là niệm Phật. Mà không phải niệm Phật làm sao cảm với Phật có công đức để mà hồi hướng cho người đó, đúng không? Cho nên thành ra cái tâm của mình khi lúc bệnh và niệm Phật cho người bệnh hay dính vô trong cái người bệnh, cho nên cái tâm không cảm được với Phật là cái chỗ này. Ba câu hỏi này hay nhưng mà thôi không trả lời câu hỏi, hết giờ. À, thưa quý vị, thực sự mà nói thì những cái tổ chức này thì chúng tôi cũng hết sức là hoan hỷ, tuy nhiên thời gian nó không có được nhiều. Mỗi lần ở trên pháp hội chúng tôi thì chúng tôi chủ trì một mình một cõi, giảng lần 3-4 tiếng cũng được. Tuy nhiên thời gian ở đây thì quý vị hết sức hoan hỷ, nhưng chúng tôi vẫn bỏ một cái bọc đĩa da. Cái hộp da này là 30-40 đĩa, trong đó cái hộp da chúng tôi làm rất trân trọng. Chút nữa quý vị về thì mỗi người xách một cái bịch này đi về luôn, được chưa? À, thưa quý vị, chúng tôi muốn nói đến cái vị mà có một cái tâm hộ pháp, mà đi xe để hộ pháp, đi xe mà xe cũ từ Louisiana qua đây hơn 2.000 mai, là hơn 4.000 cây số, gần 5.000 cây số tới Seattle và chạy xuống đây, rồi chúng tôi chuẩn bị Chicago là tiếp tục anh chạy sang và chạy đến Cali, thì anh về Việt Nam tiếp tục anh vô nhập tiệt tình cốc luôn. Có nghĩa là vào đó tu luôn. 4-5 năm sau bắt đầu anh muốn đi đâu có thể đi lại. Thì chúng tôi muốn hỏi chú Tịnh Sang, khi chú từ giả những người Phật tử ở Salem này, ở Oregon này, thì cái cảm xúc của chú khi đến pháp hội, chú có cảm xúc như thế nào, và con đường chú chọn đi nó có chính xác hay không? Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Kính bạch sư phụ Thích Giác Nhàn, kính thưa các sư cô và kính thưa các Phật tử có mặt ngày hôm nay, A Di Đà Phật. Như lời thầy vừa hỏi thì con có rất nhiều cảm xúc mà con không biết nói từ khía cạnh nào, nhưng mà con thấy rất là hoan hỷ và thấy rất là vui ở trong lòng. Mà khi thấy được Phật tử mà phát tâm mà đi nghe pháp như vậy, con rất là vui, nhưng mà cái niềm vui này con không biết kể như thế nào mà để mà nói ra. Thì nói thật tình mà nói, cái ăn nói của con nó không có được lưu loát, rồi có thể là có một vài điều nó sai, thì mong các Phật tử hoan hỷ bỏ qua cho. Thì con thì cũng mong muốn rằng sư phụ có thời gian cũng trở qua lại, thì con biết chắc chắn là các Phật tử ở đây rất là mong muốn thầy trở lại. Vì thầy có một cái đạo lực gì con không có biết, nhưng mà theo con thấy á, thầy có một cái năng lực, một có cái lòng mà có cái lòng kêu bằng từ bi, nó bao rộng lắm mà con không biết nói làm sao. Thì lúc mà con thấy thầy đó thì con buông hết thầy ơi, không biết tại sao nữa. Thì lúc từ cách đây có 3 tháng thôi thì con biết được dĩa của thầy. Thì một hai cái dĩa đầu tiên thì con thấy, thì con coi, con mỗi ngày con coi thì con buông từ từ hết, con không muốn gì hết trơn á, con chỉ muốn về thôi, con muốn bỏ hết con về thôi. Mà cũng con thì cũng nghe kinh nghe pháp nhiều, con cũng quy hết cách đây là 3 năm rồi, nhưng mà cái nội lực nào con không biết, con có duyên gì với thầy con không biết. Nhưng mà khi mà con được niệm Phật thì lúc mà sau coi dĩa của thầy thì con phát tâm ăn chay trường, nhưng mà có thời gian thì con ăn không được, tự vì con đi làm chứ người trong hãng thì ở đó 2 tuần thì con cũng né thịt, con ăn rau nhiều nhưng mà cũng dính về thịt. Nhưng mà khi mà con nghỉ rồi đó thì con hoàn toàn con phát tâm ăn chay trường. Thì cái mầu nhiệm đầu tiên thì con thì bị khớp chân, hai cái chân với lại cái lưng. Thì cách 2 tháng nay con nói với chồng bượng con là con đã ăn chay trường rồi, con sẽ đi xuất gia luôn. Thì con nói phát tâm là con có quỳ trước Phật, con nói là con sẽ không uống thuốc nữa. Mà nếu mầu nhiệm thì cho con hết bệnh. Thì thật thì 2 tháng nay con không còn đau gì nữa. Thuốc thì con không bỏ luôn. Bệnh này thì đã kéo dài hơn 10 năm nay rồi. Như cái đó là một sự mầu nhiệm mà trước mắt đó. Còn cái sự mà một cái thù thắng lớn nhất, mà một cái căn duyên lớn nhất của con là con
buông được, mà con nhìn thấu được, mà đó đúng ra thì con cũng nhờ thầy Thích Giác Nhàn kêu bằng khai thị cho con, mà con khá giấy nói là nó rất là tuyệt vời. Đây là căn duyên tốt nhất của con, mà cái cơ hội được, mà cơ hội tốt nhất của con luôn, con không thể nào bỏ qua được. Còn mà khi mà con niệm Phật ăn chay rồi đó, những cái sự thường con không có đối với đứa con không còn biết sợ cái gì đâu, mà cái chuyện đó là những cái gì mình đã làm thì mình nhận thôi à, chứ không có gì mà quan trọng nữa. Thí dụ như hồi bây giờ trên đường con đi, con nói thí dụ thôi, cái chuyện này chắc chắn là không xảy ra. Nếu một tai nạn là xảy đến con mất hai cái chân đi, con cũng vẫn vui vẻ, tự vì cái này là có cái nghiệp của mình thôi. Từ đó con thấy là con rất là làm là tự tại mà sống, không có khó có một cái gì mà để mà con liếng tiếc nữa hết á. Dù là cái tai nạn nó có lớn thế nào, đây là cái nghiệp của mình đã tự tạo rồi, là mình nhận thôi, chứ còn không bao giờ đau buồn nữa. Cho nên càng ngày càng con nghe được đĩa của thầy, con rất cảm ơn thầy. Con nghe gì đứa của thầy con rất là thấy được nhiều cái nó rất là hay mà mồm nhiều lắm, con không biết nói làm sao, nhưng mà cách nhìn con đã khác rồi. Mà con cũng mong sao là sau chuyến đi này nè, cho nó được hoàn hỷ rồi, như là được mỹ mãn, là theo cái ước định của con là con muốn đi như vậy đó, lại có một cái kỷ niệm sâu sắc trước khi con đi vào đạo và con đến với thầy, mà thầy hoan hỷ nhận con để con được xuất gia. A Di Đà Phật. Hai cái chương trình Phật pháp nhiệm màu này chúng tôi đưa lên á, thì chúng tôi cũng muốn sắp xếp để quý vị nghe, và tranh anh Tình Sang cũng có chia sẻ với quý vị rồi. Và đặc biệt nữa thì cô này là bị ung thư xạ trị rồi và trong lòng rất là vui vẻ. Chúng tôi muốn còn vài phút cuối cùng trong cái buổi trước khi khai mạc, chúng tôi muốn cô có thể chia sẻ với đại chúng vì sao khi gặp đĩa chúng tôi và niệm Phật mà bị ung thư mà rất là vui vẻ, và vì sao lại có thể cúng dường một đứa con có thể khi nó muốn đi tu là nó đi tu mình vẫn đồng ý, và khi cô đã đang mang bệnh à, cô có thể cho đại chúng biết một chút xíu ạ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Con kính xin kính thưa chư tôn thượng tọa đại đức tăng ni, kính thưa toàn thể quý Phật tử đồng tu. Con xin cảm ơn gia đình của cô Như Thảo đã tạo một cái cơ hội để cho chúng con được đến đây tu học 2 ngày. Và con xin hồi hướng công đức của 2 ngày tu cho gia đình của cô Như Thảo. Con nghĩ hồi ở Việt Nam thì gia đình con ở Đà Lạt, mà ba mẹ con nuôi trong nhà thì rất là nghèo, nhưng mà trong tâm tư của con không bao giờ thấy khổ. Con muốn nói lên điều này là con nghĩ là cuộc đời của con mà được trải qua, vượt qua những khó khăn trở ngại là nhờ cái niềm tin tuyệt đối của con vào Phật Pháp. Trong cuộc đời con không bao giờ, ngay từ nhỏ ba mẹ con cuộc sống là nuôi heo, mà con nghĩ là cái đó là bây giờ là cái nghiệp mà chúng con phải trả, nuôi heo. Và nhiều khi làm thịt heo ngay trong nhà, là tại vì hồi đó, cái thời đó hình như là ở người ta không cho mình giống như là bán lẩu á, cho nên phải giết heo ở trong nhà và phải giết vào ban đêm. Thì bây giờ khi mà hiểu Phật Pháp rồi thì con nghĩ đó là cái nghiệp mà gia đình mình trước sau gì cũng phải trả. Rồi đến khi mà trước khi ở đây con học và thì con được vô Đại học Y khoa ở Sài Gòn. Con học được mấy năm thì ba mẹ con nói thôi đi qua Mỹ. Thì con qua đó, con qua đây con học thì con có được cái bằng cấp là con học được, con ra trường ở UW, con có bằng cấp của Biochemistry. Rồi con làm ở UW đâu được 4 năm thì con lại không biết, rất là vô minh. Con lại trong lúc quá trình nghiên cứu thì con lại phải giết những cái con moss, nó dịch những cái con côn giống như trước khi nó trở thành bướm á, tại vì mình phải chiết những cái đó ra để mình lấy ADN. Mình phải lấy ADN để mình nghiên cứu nó. Thì hàng ngày con mổ xẻ những con đó rất là nhiều.
Nhưng mà xong sau 4 năm con không biết. Thật sự là con không có ý thức là mình đã giết nó. Mình chỉ nghĩ là mình khi mình nghiên cứu thì mình phải làm cái chuyện đó thôi. Đó, thì sau thì nhà con có cái là cái lò tàu hũ. Thì sau con không thích làm cái chuyện này nữa. Thế con nói thôi để đi về làm tàu hũ. Cho nên con xin hai vị giáo sư đó là cho con nghỉ, con không làm nữa. Con về làm tàu hũ. Thì sau cái thời gian đó thì sau đó con có mở tiệm cơm chay, bán đồ chay. Thì con phát hiện cái tháng 10 năm ngoái á, không cho con nói sơ về cuộc đời của con, thì con có gia đình, thì con có được một đứa con. Đến khi mà chồng con phát hiện, chồng con về có tâm sự nói là có vợ bé, thì không hiểu con. Lúc đó con nghĩ có lẽ là vì tình thương mà con, trong cuộc đời con chưa có bao giờ mà hờn giận hay ghét ai hết. Thì con lại vì thương ảnh quá thì sợ mất ảnh. Cho nên con mới nói thôi, con lại lấy thương luôn với cô kia, con không giận cô kia. Mà con nói thôi, con lại muốn đùm bọc với cô vợ bé bỏng của chồng mình. Đó, cái con mới nói là thôi anh đưa cổ về đây với em luôn. Rồi có gì em đùm bọc cho cổ đi học, tại vì cổ còn rất là nhỏ. Rồi có gì em với cổ chăm sóc anh. Thì lúc đó vì thương quá mới nói vậy. Nhưng mà không hiểu sao một thời gian cái tự nhiên mà mình tự quán, mình tự suy nghĩ, mình nghĩ rằng nếu mà bây giờ mình lôi kéo ảnh về với mình thì cô kia cũng không có hạnh phúc, cô kia cũng sẽ đau khổ giống như mình từng đau khổ. Rồi không hiểu đến một ngày nào đó cái tự nhiên không có cảm thấy giận hờn nữa, cảm thấy không có cảm thấy là thương yêu phải về phải là thuộc của con, cũng không biết nói như thế nào đó. Rồi đến khi á mà bây giờ có ảnh có đứa con với là cô đó thì con lại cũng muốn chăm sóc cho cái đứa bé đó. Đó, con lại cảm thấy, con nghĩ là con làm được những điều đó là có thể là con tin tưởng vô Đức Phật, và Đức Phật đã cho con một cái tình thương và cái lòng vị tha. Thì đến sáng, khoảng tháng 10 năm ngoái á, thì tự nhiên con cảm thấy mình đau ở đây, thì con đi khám bác sĩ thì mới phát hiện là mình bị ung thư. Thì khi mà người ta nói cho con biết á, khi mà siêu âm ra thì con cũng cảm thấy rất là tự tại, con không có lo buồn gì hết, không có, rất là bình thản. Mà đến nỗi cái cô siêu âm đó cô cũng ngạc nhiên, mà nguyên cả cái lầu đó cũng tự nhiên cái nó im lặng xuống vậy đó. Nhưng mà con thì rất là vui, con không phải là vui là mình bị ung thư, nhưng mà cảm thấy bình thường, không có làm cho tâm con xao động. Mà con từ lúc đó chị con lại suy nghĩ là bây giờ cái bệnh đó mình không biết khi nào mình đi, thì cái thời gian còn lại đó con muốn nó làm cho mình phải sống cho thật là vui, và mình làm được một cái gì đó cho có ích, để trước khi mình nếu mình đi thì mình vẫn vui vẻ và mình không hối hận. Thì từ hơn nữa mà nếu mà ba mẹ con, khi mà ba mẹ con thấy con bị như vậy, ba mẹ rất là buồn. Cho nên con suy nghĩ á, nếu mà con buồn nữa thì ba mẹ sẽ rất là buồn hơn. Cho nên á, nếu mà ba mẹ nhìn thấy con vui vẻ thì ba mẹ cảm thấy ba mẹ sẽ không nhìn thấy sự đau đớn của mình. Thì bắt đầu tháng 12 thì người ta hóa trị cho con. Thì đến nay á, con đã qua được cái phẫu thuật là xong xuôi hết rồi. Mà con lúc nào cũng vui vẻ, không bao giờ có cảm giác là bệnh. Thì con thấy sự mầu nhiệm nhất là khi mà thầy nhà con tổ chức một buổi dỗ, thì con muốn mở một cái băng như là lòng hiếu thảo. Thì vô đó ngày hôm đó con mở trong internet ra thì rất là nhiều nói về lòng hiếu thảo. Thì con lúc đó con chưa có biết thầy Giác Ngàn, thì con mới bấm vô là thầy Giác Ngàn. Thì nguyên cái chiều hôm đó con nghe rất là hay, mà khi nghe thấy lòng mình nó hoan hỷ, nó mở mang vô cùng. Thì xong tối đó, là từ ngày hôm đó trở đi là tối nào thế mà con có thời gian, mà hơn nữa là tại con bệnh đó cho nên con cũng có nhiều thời gian, là lúc nào con cũng mở đĩa của thầy Giác Ngàn ra con nghe. Và khi con nghe thì lòng con nó mở mang ra rất là nhiều, và con cảm thấy làm như mặc dù cái lời nói của thầy nó mộc mạc, đơn giản chất phác, nhưng mà nó rất là dễ rót vào lòng người và rất là dễ hiểu.
Và con thấy cái lời khi mà thầy giảng về cái pháp môn tịnh độ thì con thấy nó rất là nằm trong tầm tay của mình mà mình có thể làm được. Tại vì nhiều khi con cũng tại vì nhiều loại kinh quán, nhiều kinh quán mà con đọc con không hiểu, hoặc là thì dạ con sự có muốn mình có muốn làm gì cũng rất là khó thực hành. Cho nên từ đó trở đi á thì con cứ nghe thầy giảng hoài thôi. Thì khi bữa đó con nghe cô Như Tính nói là thầy sắp qua đây thì con rất là mừng, cảm thấy là sao mà nó màu nhiệm, mình đang nghĩa là mê mãi nghe cái băng của thầy mà bây giờ thầy được qua nữa. Sao con nghĩ lại nó là ngay lúc đó là ngay cái lúc mổ của con thì cảm thấy cũng hơi thất vọng. Nhưng mà sau con cũng quyết tâm thì con nói thôi con vẫn cứ đi. Con vẫn cứ đi lên như thế nào thì con nghĩ nếu mà mệt quá thì con đi tới lui hoặc con đi về. Nhưng mà thật sự ngày hôm đó con cũng nhờ con của con nó rất là thương con và có hiếu nói mẹ đi con sẽ chở mẹ đi. Rồi có gì con lo cho mẹ. Thì nhưng mà con thi con lên thấy con thấy con ngồi cả ngày con cũng không hề thấy mệt mà lòng con rất là hoan hỷ an lạc. Thì khi mà thầy kể về cái cảm giác của thầy về pháp sư Tịnh Không, mà cái cảm giác thầy những cái từ trường của pháp sư Tịnh Không như thế nào thầy rất là vui, thì con không được con không hiểu nhưng mà con có cái cảm giác đó với thầy, cho nên con rất là sung sướng. Thì con nghĩ là những cái từ trường, những cái năng lực của thầy và của các quý Phật tử trong hai cái ngày tu ở Seattle và ở đây đã cho con một cái sức khỏe mà con nghĩ là nó nhiệm màu, là tại vì khi mà con lên con tái khám á, thì bác sĩ nói là cái vết thương của con nó quá tốt. Bác sĩ cho con về nhà, tại vì khi mà mổ thì người ta cho hai cái ống để cho nước máu nó ra, thì bác sĩ hẹn con á, là 10 ngày nữa lên. Nhưng mà con thấy á, khoảng 3 ngày nữa thôi, tại bác sĩ dặn là nếu mà cái mực nước mà nó ra ít nhiêu đó thì gọi bác sĩ lên để bác sĩ rút ống ra. Nhưng mà con thấy 3 ngày nó đã hết rồi. Thì con gọi bác sĩ, thì bác sĩ thì người y tá đồng ý làm cái hẹn cho con để lên rút ra. Thì lát sau đó thì con thấy bác sĩ gọi lại, bác sĩ nói là bác sĩ thấy sớm quá thì bác sĩ sợ là nhiều khi nếu mà rút ra rồi nước nó ra nữa thì mất công, thì lại phải mổ xẻ chút mà rút ra. Thì thôi con cũng đồng ý, con nói thôi bác sĩ cho vài ngày nữa. Thì khi con lên á, thì thật sự những ngày ở lại con thấy không có nước, coi như nó rất là nhỏ, rất là ít, cái lượng nước không có nhiều. Đến khi con lên con cho bác sĩ rút ống ra thì bác sĩ nói 2 ngày nữa thì cái chỗ rút ống á, nó sẽ bớt, nó sẽ hiu, nó sẽ liền nhau lại. Nhưng mà đối với con á, là qua đêm là con thấy nó đã liền lại rồi. Thì con thấy đó là cái sự màu nhiệm, mà con nghĩ cái màu nhiệm đó là nhờ cái công đức của Đại Đức Tăng Ni và của toàn thể quý Phật tử. Mà con cũng muốn điều đó con rất là muốn cảm ơn, và con cũng muốn hồi hướng công đức của chúng con cho quý thầy, cho toàn thể Phật tử đồng tu ngày hôm nay, và hơn nữa để cảm tạ những gì mà thầy đã soi sáng cho chúng con xin cúng dường 20 năm tuổi thọ của con cho thầy để thầy được hưởng được. Thưa quý vị, hồi nãy chúng tôi có hẹn quý vị cái cách để chúng tôi hướng dẫn tu, nhưng mà giờ cũng đã hết giờ rồi, nhưng chúng tôi chỉ nói sơ. Khi chúng tôi ở nhà, ở tại tịnh thất thì chúng tôi niệm 4 chữ, vì trong Ấn Quang Đại Sư Gia Ngôn Lục trang 133, khi ai nhận được cuốn Ấn Quang là Ngài nói chỉ niệm 6 chữ cũng được, 4 chữ cũng được. Và thường thì chúng tôi đi ra ngoài đường, đi máy bay và đi làm việc thì chúng tôi niệm thầm bằng cách A-di-đà-phật, 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 A-di-đà-phật. Còn niệm chung với đại chúng hôm nay học cái cách của Hòa Thượng Tịnh Không là niệm từng chữ từng câu A-di-đà Phật. Thì cái đó là cái âm thanh của Hòa Thượng niệm mà chúng tôi qua Hồng Kông đã học được. Và ai muốn lấy cái cách niệm này thì lên trang web vôlượngthọ.vn, chúng tôi đã đăng tải trên đó. Và tại tịnh thất chúng tôi bây giờ vừa kinh hành vừa niệm Phật theo cái âm điệu này, 4 chữ thôi, không sao, không thiếu 2 chữ Nam Mô, được chưa? Được.
Dạ, giờ đây thời gian đã hết. Mình hồi hướng luôn ha. Quý vị chắp tay trang nghiêm để hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, đồng sanh về